Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán Chiến binh điện tử có sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có các cái nội dung chính như sau. Phần thứ nhất thì Hùng Lê sẽ cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ view lại một số các cái danh mục cơ bản của tuần của thị trường, bao gồm họ cổ phiếu VIX, nhóm cổ phiếu trụ, nhóm ngành bảo hiểm bán lẻ, họ cổ phiếu thép, xi măng. Tuần này thì cũng sẽ view thêm các cái mã cổ phiếu của ngành xi măng, họ nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành cảng biển, than và khoáng sản, nhóm ngành phân đạm hóa chất và một số các mã cổ phiếu khác, một số các mã cổ phiếu penny hàng đầu cơ, và có thời gian thì chúng ta sẽ view họ cổ phiếu FLC. Còn nếu như không có thời gian thì những cái mã cổ phiếu đó các anh chị quan tâm thì chúng ta có thể comment ở bên dưới phần bản tin tuần để chúng ta sẽ có Hùng sẽ dành thời gian để chúng ta trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các anh chị em. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta còn khoảng hơn một tuần nữa, tức là tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 5, và có thêm 3 ngày giao dịch nữa của tháng 5. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc cái tháng 5. Thông thường thì ngày xưa chúng ta thường có một câu gọi là sell in May, tức là cái tháng 5 thường là một cái tháng mà nó có những cái lời nguyền về thị trường rất là kinh khủng, đúng không anh chị? Và thực ra thì trong cái thời gian vừa qua thì tháng 4 và tháng 5 đấy là những cái tháng mà thị trường của chúng ta đã trải qua 2 tháng cực kỳ khó khăn. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của sẽ phân tích sau đây thì chúng ta sẽ kỳ vọng sang tuần tới, tức là tuần từ ngày 23 đến khoảng ngày 27 tháng 5 và 3 ngày của tháng 5 tuần tiếp theo, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là cả thị trường của chúng ta sẽ có một nhịp test cung chỉnh nền và tích lũy thành công. Sau đó thì sang tháng 6 thì khả năng thị trường sẽ bước vào một cái nhịp phục hồi, thì đấy là cái kỳ vọng sớm. Và cái kỳ vọng đó nó phải không có các cái tác động tiêu cực từ yếu tố bên ngoài, ví dụ như không xuất hiện thêm các cái thông tin về bắt bớ ở trên thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Và không có những cái yếu tố gọi là yếu tố gây sốc. Còn nội tại trong cái lòng của thị trường của chúng ta thì hiện tại cũng thấy rằng mọi thứ nó đang rất là ok, và khả quan thì một cái nhịp mà thị trường test cung tạo đáy ở trong tuần giao dịch mới là rất là cao. Thì phần thứ nhất chúng ta sẽ đi view lại tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta thường xuyên theo dõi, và sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá kịch bản tuần bản tin tuần video số 126. Ở đây các anh chị, điểm video tuần 126, và sau đó thì chúng ta sẽ có một vài các cái phân tích nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới, tuần từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 5. Ok các anh chị. Cái điểm xanh xanh này chính là cái điểm mà chúng ta đánh dấu chúng ta ra bản tin tuần video số 126 để các anh chị em có thể nắm được cái mốc thời gian, và sau đó chúng ta sẽ view lại để chúng ta xem thử rằng là trong cái tuần vừa qua thì thị trường đã diễn biến như nào và cổ phiếu của chúng ta thì đã có những cái diễn biến như nào. Ok các anh chị. Thì đối với họ nhà VIX, hiện tại VIX đang có vùng 76-77 ở đây, và tuần vừa qua thì nhìn chung là VIX chủ đạo đi ngang ở trong một cái biên này. Trong một cái tín hiệu ngắn hạn thì chúng ta chưa nhìn thấy cái lực bật. Tuy nhiên nếu chúng ta view dài hơi ra một tí thì chúng ta thấy rằng là trong cái giai đoạn vừa qua VIX đã hình thành một cái nền tích lũy, và sau một cái nền tích lũy đó thì cái vùng ở đây là vùng 76 đến vùng 77 nó không bị thủng. Chính vậy đây cũng là một cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta kỳ vọng VIX sẽ có một cái nhịp long ở bên này, và khi mà VIX mà kéo thì đấy là một cái tín hiệu rất tốt cho thị trường, bởi vì cái điểm số mà VIX nó kéo thì nó sẽ rất là kinh khủng các anh chị. Vinhome cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong tuần vừa qua thì nhìn chung là Vinhome sau một cái nhịp long chạm được cái vùng 70 thì Vinhome đang có những nhịp test cung. Thì bản thân là trong tuần cũ thì Vinhome cũng đã có hai điểm test kỹ thuật, đó là điểm quanh 66.5 và điểm thứ hai là quanh vùng 65. Thì trong tuần này thì Vinhome đã test lại về quanh vùng 65, và điểm sâu hơn của nó đây là vùng 63. Trên góc độ kỹ thuật thì nhìn thấy rằng là Vinhome ở trong thời điểm hiện tại thì khả năng nó vẫn sẽ có thêm các cái điểm test cung kỹ thuật, và nếu như Vinhome vẫn giữ được ở mốc 65 hoặc là ở đây là mốc 63 thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật cũng khá là ok để chúng ta kỳ vọng Vinhome kéo. Khi Vinhome kéo thì nó cũng là một trong những cái nhân tố thúc đẩy cái điểm số của thị trường khá là ok. Đối với cổ phiếu Vincom thì theo thì trong tuần vừa qua nó đã có những cái điểm test cung lại quanh vùng 25 đến khoảng vùng 25.5 ở đây, và cái điểm test cung này nó rơi vào phiên ngày thứ hai.
Sau điểm test cung này thì lực cầu long của VRE khá là tốt. Tuy nhiên điểm tức là về mặt giá trị thì tốt, nhưng mà cái lực cầu thì nó chưa thực sự là thuyết phục đối với cổ phiếu VRE. VRE nó phải đánh khoảng tầm trên 9,5 triệu cổ phiếu thì khi đó cái lực đi nó sẽ chắc chắn hơn. Nhìn về mặt kỹ thuật, nhìn về mặt kỹ thuật thì cũng có những cái tín hiệu nó tốt hơn, nó khởi sắc hơn đối với cổ phiếu VRE. Thì sang tuần tới nó sẽ có xu hướng kiểm tra lại quanh vùng 26 trước khi mà nó tiếp tục khả năng là nhịp này thì VRE cũng sẽ có một nhịp kéo đây để lấy điểm số của thị trường. Cổ phiếu Vinamilk bò sữa trong tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến cái câu chuyện là khi Vinamilk mà bị phá vỡ vùng 68.5 thì chúng ta phải tính toán một cái điểm kỹ thuật ở quanh vùng 64.5 đến khoảng vùng 64. Trong tuần thì đã có những điểm test ở đây các anh chị, nhưng mà nó không test sâu, nó không test quá sâu như là dự báo của chúng ta, và nó có một cây nến ở đây là một cái cây nến nó kéo thôi. Nến kéo này nó mang cái trong những cái phiên ví dụ như phái sinh long á, thì nó thường là sử dụng những cái mã cổ phiếu mà có thanh khoản thấp để nó kéo. Thì đối với Vinamilk trong ngắn hạn thì sau một phiên kéo này thì chắc chắn là nó sẽ trả lại cung thôi. Ở đây các anh chị có thể nhìn thấy đây cũng nó cũng có một cái kiểu kéo thần tốc như này, tuy nhiên tuần sau đó thì nó trả hết sạch luôn. Và với việc mà Vinamilk đánh như vậy thì hoàn toàn có khả năng là tuần tới nó sẽ quay lại, nó kiểm tra test lại vùng 67, thậm chí là nó có thể về lại vùng 64-65 ở đây. Đấy là câu chuyện rất bình thường, thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Một số các cái mã cổ phiếu của ngành vận tải thì chúng ta đi phân tích thêm mã cổ phiếu VLC. Đây là một mã cổ phiếu thuộc nhóm trụ các anh chị, chính vậy nên Hùng có phân tích ở trong cái phần đầu của bản tin. Thì đối với VDC trong tuần vừa qua thì nhìn chung ở đây các anh chị nhìn thấy cái vùng 122.5 này là một cái vùng hỗ trợ tương đối là tốt. Trong hai tuần vừa qua nó không bị phá vỡ, và ở đây thì nó cũng đang hình thành kiểu như một cái nấm, cái nấm thứ hai, cái nấm thứ nhất ở trên này. Đó, và cái nấm thứ hai thì nó cũng đang test kỹ thuật ở đây khá là ok, và với việc kỳ vọng thị trường phục hồi thì VDC cũng là một những trong những cái nhân tố mà gọi là kéo thị trường rất là hiệu quả các anh chị. Rất hiệu quả. Không có khuyến nghị mua, nhưng nói chung là các tài khoản mà cầm thì chúng ta có thể canh thêm ở quanh vùng 122.5. Superdome Kiên Giang cũng đã có một nhịp rơi tương đối là mạnh, nó rơi từ vùng 26 và sau đó thì nó rơi đến tận ở đây. Bây giờ là nó đã thủng một số cái hỗ trợ vùng 18 này, nó đã bị thủng này. Sau đó tiếp theo nó thủng tiếp vùng hỗ trợ kỹ thuật 16, và trong tuần vừa qua thì nó đang đi về cái biên ở đây, mà theo quan điểm dự báo kỹ thuật cùng thì khoảng vùng 12 đến khoảng vùng 12.5 đây thì nó sẽ là cái điểm hồi phục kỹ thuật rất là mạnh của cổ phiếu Xúc Đông Kiên Giang. Ngắn hạn thì vùng 13-13.6 tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm, hoặc thậm chí là chúng ta có thể gom, tức là nếu mà chúng ta đang cầm thì chúng ta có thể canh những cái nhịp mà nó rũ cung ở đây để chúng ta gom thêm. Và ở cái nhịp này thì quanh vùng 13-13.6 chúng ta gom thêm, thậm chí là nếu như cổ phiếu có thể đạp về vùng 12-12.5 ở đây thì chúng ta gom tiếp, bởi vì ở đây đang là những cái thời điểm mà dự báo cái xu hướng tạo đáy của cổ phiếu SKG đó. Và sau đó thì khi mà chúng ta gom được ở vùng giá thấp này thì cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp long, và nhịp long này thì mắc theo quan điểm kỹ thuật thì nó sẽ chạm lại khoảng quanh vùng 16 đó. Thì chúng ta bắt được một cái nhịp ngắn như vậy thì về 16 ta lại đạp bớt đi, và chúng ta sẽ chờ các cái điểm gom kỹ thuật tiếp theo, ví dụ như vậy. Ở giai đoạn vừa qua thì chúng ta chủ đạo là chúng ta đánh T cộng các anh chị nhé, để chúng ta thu hẹp cái giá vốn của chúng ta đó, thu hẹp giá vốn của chúng ta bằng cái phương pháp chém cá ở trên thớt. Ở cái phương pháp đó chúng ta sẽ sử dụng các cái mã cổ phiếu chúng ta đang sẵn có trong tài khoản, và chúng ta ke những cái điểm mua thấp, và sau đó chúng ta ngay lập tức chúng ta bán ở những cái điểm bán cao đó. Ví dụ như vậy thì ví dụ VTD ở đây Hùng có phân tích ở một cái vùng 15-15.5 ở đây, vậy thì chúng ta sẽ đặt ở những cái vùng này để chúng ta gom. Ví dụ chúng ta gom 1.000 ở cổ phiếu 15.5 chẳng hạn, thì trong tuần nó hồi lên được đâu đến đây là 18 các anh chị, như vậy là 3/15, ví dụ Hùng nói ví dụ như vậy. Vậy thì chúng ta được 2.000 một trên một cổ phiếu đi. Đó, vậy thì ngay lập tức chúng ta bán ra ngay. Đó, chúng ta mua ở phiên này thì đây là T0, T1, T2. Đó, ví dụ vậy, về đây là về kháng cự mà, thì chúng ta bán ra. Đó, rồi đâu đó chúng ta lại dò mua lại ở quanh vùng 16 ở đây, và lên vùng 18, 19 ở đây chúng ta bán. Vô hình dung như vậy, chúng ta đảo liên tục như vậy để chúng ta đưa cái giá vốn về cái ngưỡng thấp nhất, và đến một cái thời điểm nào đó thì nó sẽ về với giá vốn cân bằng, tức là chúng ta không lãi và không lỗ cổ phiếu đó. Cái cách là như vậy.
Đối với cổ phiếu Mansan thì trong tuần Mansan cũng đã về vùng 90 và sau đó thì Mansan đã có một cái lực bật rất là mạnh, 3 cây đánh rất mạnh và trong đó là có những cây tăng kịch trần. Thì Mansan cũng là một cái trụ kéo, nói chung là cái thanh khoản nó thấp nên là cái ý đồ tạo lập người ta sử dụng để người ta kéo những cái trụ này trong những cái tình huống cụ thể đó, ví dụ long phái sinh chẳng hạn, thì đấy là một cái trụ kéo rất là tốt. Thì ngắn hạn là trước đây thì cái vùng 110, 111, 112 đây, 113.5 ở đây nó là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn, thì bây giờ nó sẽ trở thành vùng kháng cự ngắn hạn. Và khả năng thì tuần tới thì Mansan sẽ có một cái nhịp chỉnh cung và cái nhịp chỉnh cung đó hợp lý về khoảng quanh vùng 95 đến khoảng quanh vùng 112. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu trụ và nó nằm ở trong cái ngạch bảo hiểm đó các anh chị, thì chúng ta sẽ phân tích một loạt luôn. Thì đối với BVH ở trong tuần vừa qua thì BVH cũng đã chính thức rơi về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây mà chúng ta có nói đến, đó là vùng 46 đến khoảng vùng 47 đây, cái nến này thì nó chạm vùng 47 sau đó thì nó long lên. Và sau nhịp long đó thì đương nhiên nó cần phải trả cung, xây nền, test cung trở lại và cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 48.5 đến vùng 49, các anh chị lưu ý ở vùng này chúng ta có thể canh gom thêm đó, chúng ta không mua ở những cái phiên mà nó đua cao như này mà chúng ta sẽ canh những phiên trả cung kỹ thuật, đó là những cái điểm mua vàng và những cái điểm mua rất đẹp và những cái điểm mua đấy là những cái điểm mua rất an toàn. Thì ngắn hạn là BVH sẽ có cái vùng cản ở khoảng vùng 52, tức là nó chỉnh cung kỹ thuật về đây và sau đó nó bật lên khoảng vùng 52 thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Về mặt xu hướng thì cần phải chờ thêm cái tín hiệu của đường MACD nữa, cái đường MACD nó cũng rất là quan trọng. Khi mà nó thu hẹp cái đà giảm trở lại và chúng ta nhận diện thấy những cái tín hiệu của đường MACD thì đấy cũng là những cái tín hiệu mà để chúng ta dự báo cái khả năng cổ phiếu nó sẽ quay trở lại nhịp hồi. BMI trong tuần thì cũng có dự báo về vùng 26 và sâu hơn sẽ là vùng 25 đến vùng 25.5, thì đây các anh chị có một cây nến chạm mút vùng 26 và sau đó nó bật lên, và cái lực bật này thì nó cũng đã có những cái nhịp trả cung rất đẹp ở trong phiên ngày thứ tư, tức là biên 28.5, biên 29 ở đây là những cái biên mà nó test trả lại cung, nó nhào nặn lại ở đây, như vậy là khá là hợp lý rồi. Thì các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm chúng ta có thể canh gom thêm. Ở trong nhịp này thì cũng sẽ hướng đến cái target kỹ thuật của nó ở khoảng quanh vùng 34 đến khoảng vùng 35, tức là nó lại về lại cái vùng kháng cự đây các anh chị. Ở về đây thì chúng ta bán nhịp 1 đi. Đó, đảo được khoảng tầm độ 5-10% là chúng ta hạnh phúc lắm rồi trong cái giai đoạn vừa qua. Và có thể gọi là trong giai đoạn sắp tới, nói chung là như vậy. MIG ở đây thì nó cũng đã chỉnh cung và trong tuần thì nó cũng đã có một điểm chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật 22 mà chúng ta đã có đề cập ở trên bản tin tuần, chúng ta có thể xem lại. Sau cái điểm này thì MIG đã quay trở lại được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 24 ở đây, như vậy là tạm ổn, mặc dù là trong phiên thì nó đã có những thời điểm chạm 26 nhưng mà nó không bứt thoát được. Thì tuần tới ở khoảng quanh vùng 24-24.5 thì đây là cái vùng mà các tài khoản cầm chúng ta cũng thể gom thêm đó. MPVI về kết quả kinh doanh và về mặt cơ bản của PVI thì tương đối là tốt, còn về mặt kỹ thuật thì chúng ta sẽ ngắn hạn thì chúng ta sẽ đang đánh giá nó ở vùng 47, sau đó thì biên hỗ trợ 46 đến vùng 45, đây là các cái biên hỗ trợ kỹ thuật của PVI. Còn các cái vùng kháng cự thì chúng ta có đánh giá đây rồi, đó là vùng 56 đến khoảng vùng 58, trong các cái bản tin tuần cũ thì cũng có nói đến những cái vùng kháng cự ở đây đó. Và hiện tại thì nó đang chạm với vùng kháng cự này và nó chưa bứt thoát được. Cổ phiếu này nó phải, nếu như xét ở trên trang kỹ thuật tuần thì nó phải bứt được, thoát được qua cái vùng 58 thì khả năng khi đấy cổ phiếu PV sẽ đánh rất là thoát. Đó, chúng ta chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật đánh break đỉnh. Đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu trụ thuộc nhóm ngành bán lẻ các anh chị nhé. Đó. Thực ra thì chỉ có MVDUC và PNG thì được xếp vào nhóm trụ thôi. Nhưng mà vì nó thuộc cái ngành bán lẻ nên nó cũng là một cái nhóm ngành, nên vì chính vậy nên là Hùng kết hợp giữa trụ và nhóm lẻ luôn, không để tránh là các anh chị bảo là ví dụ như phân tích cổ phiếu HX chẳng hạn, tại sao lại gọi là trụ thì chúng ta gọi chung là trụ và nhóm ngành bán lẻ. Ok, như vậy thì sẽ chuẩn bài, chúng ta sẽ không phải tranh cãi. Thì đối với MVDUG trong tuần vừa qua thì MVDUG đã chạm về vùng hỗ trợ kỹ thuật 125 và nó liên tục có những cái nhịp long short qua vùng 125. Thì có một cái yếu tố kỹ thuật là trong phiên ngày thứ 2 thì nó thủng 125 nhưng phiên ngày thứ 3 thì nó lại có cây nến xác nhận là công lại vùng 125 cộng. Tức là khi thủng rồi thì nó cần cây nến tiếp theo để chúng ta xác minh cái tính ổn định của nó. Thì như vậy là sau khi mà nó công lại được cái vùng 125 cộng thì nó lại có 3 phiên xây. 3 phiên xây này thì khá là đẹp, 130 đến vùng 128.
Đó, thì nó lại xây lại đây, chúng ta sẽ nhìn lại đây, ok. Đó, thì nó lại xây lại một cái nền hỗ trợ kỹ thuật này. Đó, và đây là những cái tín hiệu kỹ thuật mà có thể kỳ vọng MWG sẽ tiếp tục có một nhịp long. Và nhịp long này sẽ chạm về đâu thì các anh chị lưu ý ở đây, đó là gì? Đó là vùng 140. Đó, thì bây giờ vùng 140 này là chính là gì? Chính là kháng cự. Trước nó ra hỗ trợ thì bây giờ nó trở thành một cái kháng cự đây. Đó, và nó sẽ hướng tới cái đích này. Cổ phiếu PNG hình như trong tuần vừa qua cũng đang có những tín hiệu giao dịch ok khá là tốt. Thì PNG nó cũng giao dịch khá giống với cổ phiếu MWG. Ở phiên ngày thứ hai thì bị mất, nhưng đến phiên ngày thứ ba thì nó đã lấy lại được vùng 100, và cụ thể là cái biên hỗ trợ kỹ thuật 100 đến vùng 101, đó là một cái biên rất là quan trọng để đánh giá cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo của PNG. Tuần tới thì PNG khỏe không, nhịp này thì cũng cũng chưa, nói chung là đường mát thì thu 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 lại rồi, nhưng mà cái lực cầu thế này, cái quan trọng nhất là lực cầu nó chưa đạt. Lực cầu của em này nó đạt, nó cũng phải đánh khoảng có một một đến hai phiên, nó phải đánh khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu đó, chít chít ở tầm này đó, thì cái xác suất mà nó đi nó sẽ mạnh mẽ hơn đó. Còn ngắn hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là tuần tới thì PNG sẽ đánh quay trở lại cái vùng ở đây, tức là vùng 112 các anh chị đó. Quay lại vùng kháng cự 112 đây đấy. Chúng ta chú ý khi mà cổ phiếu này đi về vùng 111, 112 có hàng thì chúng ta có thể chốt ngắn bảo toàn lợi nhuận trong một cái nhịp mà cổ phiếu đã có cái lực hồi từ vùng 100 lên khoảng vùng 110, 112. Rồi tiếp theo thì có mã PET. Đối với mã cổ phiếu PET này cũng là một mã cổ phiếu rất là hay. Thì như vậy là sau khi mà PET có một cái nhịp đánh khá là tương mừng ở đây thì nó bắt đầu chỉnh cung, và đến thời điểm hiện tại trong các bản tin tuần thì có đề cập đến với các anh chị là vùng 30. Đây là cái vùng mà nó chạm với kênh hỗ trợ trung hạn. Và một điều cũng khá là tuyệt vời, trong tuần vừa qua thì sau khi mà chạm cái kênh hỗ trợ trung hạn đó thì PET đã có những cái nhịp long và nó đi ngang được ở quanh vùng 33, với lực cầu bắt đầu có những cái tín hiệu được cải thiện hơn. Thế về mặt ý đồ, về mặt kỹ thuật như vậy thì ở đây là PET hoàn toàn nó có thể xây dựng một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây rồi. Đó, một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây. Thì nhịp hồi này thì ngắn hạn nó sẽ công lại vùng 40. Cái vùng 40 sẽ là cái vùng cản đầu tiên mà PET sẽ có thể quay trở lại, các anh chị lưu ý. Vậy thì khi chúng ta cầm hàng á, thì chúng ta bị kẹp lại, thì chúng ta sẽ chú ý những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây các anh chị. Ví dụ vùng 30, 31, đấy là những cái vùng chúng ta canh mua. Rồi sau đó cổ phiếu nó hồi hồi lên khoảng vùng 40 thì chúng ta canh chốt. Ví dụ như vậy, thì khi về đến 40 thì khả năng nó sẽ có những một cái nhịp đạp đây. Đó, cái cách đi cổ phiếu nó vậy thôi. Đó, và khả năng nó sẽ có một cái nhịp đạp kỹ thuật đây. Vậy thì về đến đó chúng ta chốt bớt, và sau đó thì chúng ta tiếp tục kê cái vùng hỗ trợ tiếp theo. Đó, để chúng ta mua. Cái cách thức vận hành như vậy và cách thức chúng ta chiến đấu nó là như vậy. Cổ phiếu DigiWorld, DGWK cũng là một mã mà rất nhiều anh chị em quan tâm, và đến thời điểm hiện tại trong tuần thì DigiWorld cũng đã chính thức về mặt kỹ thuật là nó đã chạm vùng 94, và sau đó thì nó long hai phiên, tức là gọi là đánh hai phiên ở qua phiên này, và nó bật lên. Cái lực bật này thì đang đi đưa DigiWorld lại ở đây, bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự nó đây. Nó vùng kháng cự đây các anh chị. Ở đó là vùng 110, thì khả năng về mặt xu hướng đó, về mặt xu hướng thì nó sẽ có một nhịp test cung ở đây. Theo quan điểm của Hùng như vậy, nó sẽ đi test cung ở đây rồi sau đó thì nó mới đi được, tức là nó test lại về quanh vùng trăm đó, nó nhìn nhàng quanh đây rồi lực long, lực bật, ban bật quanh ở đây một hai phiên, và sau đó thì nó sẽ hướng lên. Cái nhịp này thì khả năng nó sẽ hướng lên cái vùng kháng cự ở đây là khoảng quanh vùng mấy đây nhỉ, khoảng quanh vùng 123 đó, đi đi qua. Cổ phiếu HX là hàng hàng xanh thì nó là một cái cũng thuộc ngành bán lẻ đó các anh chị, nó là chuyên về phân phối ô tô mẹt á. Các anh chị mà chơi mẹt là biết đến em này. Thì HX cũng nó cũng đã có một cái trạng thái rơi tương đối là mạnh đó các anh chị, tương đối mạnh từ vùng 38 40 đi mà rơi về vùng 18, như vậy là nó cũng phải mất 50% về thị giá rồi, và đến cái tầm này là nó cũng đang hấp dẫn nhà đầu tư. Bởi vì đơn giản sao? Bởi vì đơn giản nó chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật 18 này, và ở đây có thể là vùng 20. Ngày hôm nay thì nó đã lấy lại vùng 20 cộng rồi, thì đây là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật từ năm chúng ta có thể xem là cũng có thể coi là từ tháng 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 4 của năm 2021 và đến bây giờ tận tháng 4 của năm 2022, như vậy là cũng tròn một năm, như vậy là cũng là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là happy, đúng không anh chị? Thì khi chạm vùng 18 ở đây thì nó cũng đã có những cái điểm oằn mình ở đây, và đường mác này, cái tín hiệu đường mác ở đây nó đang có tín hiệu thu lại, và khả năng là đường mác nó sẽ bật lên.
Đó, cái câu chuyện là khi mà đường Mach nó bật lên như này thì đấy kết hợp với những cái điểm hội tụ kỹ thuật của nó và kết hợp nhiều yếu tố nữa chứ không phải là mỗi cái đường Mach đâu. Thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là Hoàng bắt đầu bật và các anh chị cầm thì chúng ta lưu tâm tuần tới nó có thể chỉnh cung, bởi vì là hôm nay hình như nó tăng kịch trần. Nó tăng kịch trần thì đâu đó nó sẽ trả cung lại quanh vùng 19 nhé. Có vùng 19 không? Ví dụ như thế. 19, cho chúng ta sẽ ke ở quanh vùng 19, 19.3. Không, khả năng cũng khó đấy. Nói chung là thị trường mà bật luôn thì khó, khoảng quanh vùng 19.5, ví dụ thế. 19.5. Đó, thì nói chung là chúng ta sẽ xem cung cầu trong phiên giao dịch ngày thứ hai, chúng ta sẽ biết ngay ở những cái vùng mà chúng ta dự kiến chúng ta đặt mua. Bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích cho các anh chị sang nhóm ngành thép. Thì hiện tại là hợp đồng tương lai của giá thép là đang chỉnh anh chị, hợp đồng tương lai giá thép đang chỉnh. Chính vậy nên đây cũng sẽ là một cái yếu tố kỹ thuật mà các anh chị lưu tâm khi chúng ta đang cầm nhóm cổ phiếu ngành thép, đúng không anh chị, HPG. Thì đối với HPG nó cũng đã đi những cái sóng chỉnh và đến thời điểm hiện tại là chúng ta có phân tích khá sâu ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này quanh vùng 36. Thì nó đã có nhịp long, trong tuần vừa qua nó đã long. Và sau nhịp long này thì nó sẽ như nào anh chị, khả năng là nó sẽ có những cái nhịp chỉnh cung lại. Đó, nó sẽ nhịp chỉnh cung lại, ban bật lại ở quanh khoảng vùng 36 năm. Đó, quanh những cái vùng kỹ thuật ở khoảng vùng 36 năm ở đây và nó lượn lờ ở đây. Và cái quá trình lượn lờ đó thì sẽ giúp cho Hùng sẽ có thêm những cái phân tích kỹ thuật tiếp theo. Còn trong ngắn hạn là tuần tới, vùng 36, 36.5, đó là vùng mà cổ phiếu Hòa Phát không được phép thủng. Còn nếu như nó có xuất hiện một cái tín hiệu đè thủng như này thì đấy là một tín hiệu xấu, anh chị lưu ý. Em Hoa Sen, thì đối với Hoa Sen trong tuần thì Hoa Sen cũng đã chạm vùng 20 và nó cũng đang có những cái nhịp long short ở quanh vùng 20 đến khoảng vùng 22. Thì cái quá trình mà nó đang từ pha xu thế giảm mà để mà chuyển sang pha xu thế cân bằng thì bao giờ nó như vậy, nó sẽ đi theo cái hình răng cưa. Và trong cái quá trình đi hình răng cưa đó, chúng ta đánh giá thứ nhất là cổ phiếu này không thủng vùng 20, đó là một cái tín hiệu tốt. Còn trong trường hợp mà thủng vùng 20 thì các anh chị phải xác định là vùng 16.3, 16.5 ở đây rồi. Đó, chắc chắn là như vậy, bởi vì khi thủng vùng 20 thì cái xác suất cao mà nó đi xuống cái vùng này nó rất là cao. Đó, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái mức độ vận động của nó. Còn trong trường hợp sau những cái điểm mà cổ phiếu này nó long lên ở quanh vùng 20 mà ở đây nó chém, nó bật, nó phá vỡ vùng 22 với một cái lực cầu đâu đó khoảng tầm 12 đến 15 triệu cổ phiếu thì nó lại giúp cho chúng ta nhận diện một tín hiệu phục hồi. Đó, nó phục hồi thì chúng ta lại gom thêm. Đó. Cổ phiếu Nam Kim là đẹp này, ổn này. Nam Kim đang duy trì một cái khối lượng khoảng 1 2 3 khoảng tầm 7 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đây là tín hiệu tốt. Cái thứ hai nữa là trong tuần vừa qua Nam Kim chạm vùng 25 sau đó bật lên. Điểm bật này thì nó đã có 3 cây nến test ở vùng 27, 28 không thủng. Như vậy thì cái xác suất cao để tuần tới mà Nam Kim mà nó break vùng 30. Chém được vùng 30 cộng ở đây với lực cầu vẫn tiếp tục duy trì ở khoảng tầm 7 đến 8 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là chúng ta sẽ hướng cái nhịp đánh này của Nam Kim về khoảng vùng 36 đến khoảng vùng 37 anh chị. MTVN MTVN thì dự kiến là chỉnh về vùng 8.5. Mặc dù trong tuần thì nó đã có một cái lực long lên thì các anh chị có thể quan sát thêm vùng 96 đến vùng 10. Trong cái cách đi thì Hùng đang ngắm thôi. Tất nhiên là có thể đúng hoặc có thể sai, cái câu chuyện này nó hoàn toàn là bình thường thôi. Đang ngắm cái vùng hội tụ kỹ thuật của nó, tức là nó sẽ đi xây nền ở vùng 8.5 đến vùng 9 và cái vùng này mới là cái vùng hội tụ kỹ thuật mạnh của cổ phiếu TVN thì chúng ta sẽ chờ thêm. Hiện tại thì lực cầu nó cũng bị tậm tịt đi rồi. Đó, đến cái giai đoạn mà tích lũy nền nó rơi hõm xuống anh chị. Đó, rơi hõm xuống. Rồi nó phải sau cái giai đoạn nó tích lũy nền xong, đó, khoảng quanh vùng, ôi giời, thanh khoản xuống thấp phết đấy. Thanh khoản bây giờ còn có 200.000 cổ phiếu trên phiên nữa thôi. Tức là quay lại cái thời kỳ này. Đó, 200.000. Đây là còn 700.000 cổ phiếu trên một phiên. Nói chung là đến thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà cổ phiếu TVN bắt đầu đi vào một giai đoạn thoái trào. Ở đây đã là một cái giai đoạn thoái trào rồi và nó cần thời gian tích lũy, tích lũy thêm và xuất hiện những cái lực cầu nó tốt hơn, tối ưu hơn. Đối với em TLH cũng như vậy, hiện tại thì lực cầu của TLH cũng đã rơi xuống một cái lực cầu tương đối thấp trong một cái nhịp chỉnh cung thì thông thường là như vậy. Đấy, TLH nó đánh gần như là khá là thấp đấy.
cầu khá thấp, và đến thời điểm này thì TLH nó cũng đang nằm ở trong một kênh xu thế chỉnh giảm, và cái quá trình chỉnh giảm bao giờ nó cũng sẽ có một cái lực hồi. Sau những cái lực hồi đó thì nó lại test lại đáy và nó thủng đáy, thì cổ phiếu nó sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Ngắn hạn thì chúng ta sẽ tuần tới TLH ở vùng 11.4 đến khoảng vùng 11.8. Chúng ta quan sát thêm, trong trường hợp mà nó giữ được ở vùng này tốt, hiện tại đường MACD thì nó đang có cái tín hiệu thu hồi, tức là chuyển sang pha xu thế tăng. Còn trong trường hợp nếu nó không tích lũy được ở vùng 11.4 thì nó sẽ quay lại test ở vùng 10. Và cái vùng 10 nhìn về mặt để xem nào, nhìn về mặt xu hướng thì vùng 10 sẽ là cái vùng mà hội tụ kỹ thuật nó mạnh hơn. Đó, mạnh hơn thì chúng ta sẽ chờ thêm, khả năng là ở đây nó sẽ có một cái lực ban bật nào đó, rồi sau đó thì nó sẽ quay trở lại, nó test 10 cung 10 bên này, và cái vùng 10 mới là cái vùng hỗ trợ mạnh. Đó, các anh chị lưu ý. Tuần này thì các anh chị lưu tâm thêm hai mã cổ phiếu của nhóm ngành xi măng, gồm mã cổ phiếu BCC. Thì đối với BCC nó cũng đã có một cái nhịp rơi tương đối mạnh từ khoảng vùng 28 mà đến thời điểm hiện tại là nó rơi suýt soát về vùng 12, như vậy là cũng mất khoảng tầm hơn trên 50% về thị giá tính từ đỉnh các anh chị. Đó, từ vùng 26 mà về 13, đó ví dụ vậy. Thì đấy cũng là về đến cái tầm này nó cũng đã đạt được một cái mức độ hấp dẫn về mặt giá. Đó, mức độ hấp dẫn về mặt giá. Còn về mặt kỹ thuật thì cũng đánh giá rằng cái vùng 12 đến khoảng vùng 12.5 ở đây, đấy là cái vùng hỗ trợ có thể coi là vùng hỗ trợ trung hạn. Và cũng rất là tốt, bởi vì trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này đã long lên. Đó, và nó đang quay trở lại ở vùng 14 đến vùng 14.5. Thì các tài khoản mà chúng ta đang cầm hoặc là chúng ta mở mua mới thì các anh chị có thể vào vị thế ở quanh vùng 14, 14.5. Sau khi chúng ta vào vị thế thì chúng ta chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật. Đó, ví dụ trong trường hợp mà nó long vượt 16 thì chúng ta có thể mua thêm. Trong trường hợp nếu như nó phá nền 14 thì chúng ta ke thêm ở khoảng quanh vùng 12, 12.5 ở dưới này thì chúng ta gom. Tức là cũng có thể là cái mô hình ở đây nó đưa ra đó là mô hình test nấm. Đó, nó long lên và sau đó nó quay lại nó test ở bên này. Đó, các cái điểm test kỹ thuật ở bên này đó sẽ là những cái vùng mà chúng ta canh thu gom sẽ rất là đẹp, rất là ổn áp cho chúng ta. Cổ phiếu HT1 cũng như vậy, HT1 đến thời điểm hiện tại là nó cũng từ 26 mà xuống 10, cũng xuống 15, như vậy là cũng gần 50%, đúng không anh chị? Tất nhiên đối với HT1 thì chúng ta sẽ cần phải chờ thêm một cái lực cầu nó mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên ở thời điểm góc độ kỹ thuật hiện tại thì cũng đang nhìn thấy rằng ở cái biên 15 năm đến biên 16 đấy là cái biên mà các tài khoản có thể đảo hàng được rồi. Đó. Còn mua mới thì chúng ta cứ túc tắc, chúng ta mua từ từ. Còn trong một cái góc độ về mặt chúng ta nhìn thấy đây, về mặt có thể xem là dài hạn hơn một tí đi. Đó, mọi người hay nói trung hạn thì cái vùng 15, 16 ở đây cũng sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là hay. Đó, và vùng 14 đồng có tính toán thêm ở cái điểm 14, nếu như nó bị thủng ở vùng trên này thì khả năng vùng 14 cũng sẽ là cái vùng gần như nó sẽ là nói đáy thì cũng không đúng, bởi vì không biết đâu là đáy, nhưng ít nhất là ở cái vùng 14 ở đây đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt, rất là sâu rồi. Đó, thì có hai cái khả năng chúng ta có thể xảy ra ở đây. Đó, thì chúng ta cứ phòng thôi. Ví dụ sau khi nó lên như này và nó quay lại nó test, vậy thì chúng ta sẽ có thể mở biên 15, 16 là một khoảng tầm độ 20-30% về thị trọng. Ví dụ vậy, nó có thể kiểm tra về vùng 15. Ok, thì chúng ta có thể mua thêm ở đây và thậm chí là vùng 14 ở đây. Đó, thì sau những cái điểm mà nó test cung kỹ thuật ở đây thì quan điểm kỹ thuật cùng là khả năng vùng này là cái vùng mà nói chung nó cũng hết đát rồi. Vùng này là cái vùng mà khả năng nó cũng tạo lập, người ta cũng sẽ để không để cho rơi thủng vùng 14 đâu. Đó, ví dụ như vậy, thì đấy là những cái kỳ vọng của anh chị. Rồi nhóm ngành dầu khí thì hiện tại thì cũng không có bật cái chart update, nhưng chúng ta có thể nhìn tổng quan qua một tí về WTI. Đó là từ khi chiến sự nổ ra thì chúng ta thấy rằng là WTI liên tục tăng và nó đã hình thành được một cái nền tảng tích lũy ở đây, nó là ở khoảng quanh vùng 88, vùng 88 đến khoảng vùng 90 các anh chị, và nó giao dịch liên tục ở trên ngưỡng 94.5 U trên thùng. Còn ở đây nó có vùng kháng cự 115, mà đây một kháng cự 2 và đây. Thì tuần này nó cũng đang hướng về vùng kháng cự 115 và nó đang có những nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây. Thì trên góc độ kỹ thuật là hiện tại thì cuộc chiến tranh nó chưa kết thúc. Cùng với đó thì OPEC, Mỹ cũng đang gọi là tuyên chiến với OPEC. Nếu như trong trường hợp OPEC không tăng sản lượng thì Mỹ thông qua cái dự luật gì đấy, nói chung là cũng chiến nhau.
Như vậy thì nó sẽ làm thêm cái căng thẳng năng lượng trên toàn cầu, nó sẽ thêm một cái nấc thang mới, theo như các chuyên gia dự báo nó là như vậy. Vậy thì cái câu chuyện là nếu như mà giá dầu tiếp tục bật tăng lên vùng 115 và nó bật lên tăng lên 130 ví dụ vậy, và tiếp tục đi lên nữa, thì đấy sẽ là một cái câu chuyện mà không chỉ nền kinh tế của Việt Nam mà nền kinh tế Mỹ, đúng không anh chị? Tốc độ lạm phát tại Mỹ đến bây giờ cũng có thể gọi là chóng mặt đó, thất nghiệp, lạm phát, chính những cái điều đó nó sẽ có những cái tác động tiêu cực lên chứng khoán Mỹ. Và khi mà chứng khoán Mỹ gặp những cái tác động tiêu cực như vậy thì nó sẽ tác động lên chứng khoán châu Á, trong đó có chứng khoán Việt Nam, nó cũng sẽ không nằm trong cái guồng quay đó. Và chúng ta cũng thấy rằng là tại Việt Nam thôi thì giá xăng của chúng ta cũng đã tiệm cận lên vùng 30.000 đồng trên một một lít, và đâu đó có thông tin là xăng tiếp tục tăng ở trong tuần tới. Như vậy là khi xăng tăng thì nó là một cái yếu tố rất là khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam, cho cuộc sống hàng ngày của chính chúng ta. Đó, một gói mì Omachi từ 7.000 đã tăng lên đâu đó khoảng tầm 8.500 trên một gói rồi các anh chị, chóng mặt. Và chúng ta ra đường cái gì nó cũng tăng hết á, tăng hết. Và đó, thì đấy là những cái yếu tố mà không tích cực khi mà xăng dầu tăng. Còn đương nhiên WTI tăng thì nhóm P nó sẽ được hưởng lợi. Chính vậy nên là các anh chị mua cổ phiếu P để chúng ta bù cái chi phí lạm phát đó. Thì trong tuần vừa qua thì cũng đã có những cái phân tích khá là sát với ví dụ BSR đó. Ngày 17 tháng 5 mà chúng ta cũng đã bắt đầu đánh giá những cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường. Trong đó là chúng ta sẽ có thể nêu lên nhóm P sẽ là tâm điểm của thị trường trong cái giai đoạn khó khăn. Và nhóm P thì chúng ta sẽ có những cái mã cổ phiếu hiện tại đánh tốt như là PVS và PVD, nó sẽ lít dòng và sau đó thì nó sẽ lan sang các mã cổ phiếu PLX, PVT, PVC, OI, BSR, nó sẽ tiếp bước đi sau nó, và các cái tài khoản có thể xem xét cân tăng hoặc là đảo hàng ở 9 giờ 40 phút ngày 17 tháng 5, tức là ngày ngày giao dịch của phiên phiên giao dịch ngày thứ ba. Thì đấy là Hùng đã bắt đầu có những cái đánh giá về nhóm P, và hiện tại thì P cũng đang tăng khá là ok. Mở đầu sẽ là gas. Thì đối với gas nó chỉ mang cái tính chất gọi là tạo lập thôi các anh chị, nó kéo thị trường thôi. Khi cần short phái sinh thì ông đạp đỏ, mà khi ông cần long thì ông kéo xanh. Con này thì nó chỉ mang cái tính chất như vậy thôi, chúng ta không có đầu tư, nhưng mà chúng ta có phân tích để chúng ta nắm được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự. Thì trong tuần là nó đã về khoảng vùng 93.5 đến khoảng vùng 95, đây đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của cổ phiếu. Về mặt kháng cự thì ở đây có kháng cự đây các anh chị này, kéo cái này ra thì ra kháng cự thôi, đó là cái kháng cự ở khoảng quanh vùng 107.5, đấy sẽ vùng là vùng kháng cự. Và khi chạm đến vùng này thì khả năng nó cũng sẽ có những cái nhịp sọc lại, sọc ngắn lại, test cung cầu kỹ thuật lại đây. PLX ở thời điểm hiện tại cũng đang khá là ok rồi, nó chỉ cần cái dòng tiền nó đánh mạnh mạnh lên một tí nữa, khoảng vượt khoảng 3 triệu cổ phiếu trên một phiên sẽ là ok. Một điều rất là may đó là trong tuần vừa qua thì PLX đã không đè thủng ở vùng 37. Đó là một cái tín hiệu kỹ thuật mà để giúp chúng ta nhận diện cái khả năng phục hồi. Và cái tín hiệu thứ hai đó là PLX đã long lại ở vùng 39 cộng. Hiện tại thì nó đang có những nhịp test các anh chị. Bao giờ nó cũng vậy thôi. Sau khi mà nó đánh nhịp thứ nhất thì nó sẽ quay trở lại, test lại thì vùng 39 đến khoảng vùng 40 dự kiến sẽ là những cái vùng mà test cung kỹ thuật ở đây. Và sang tuần tới nó sẽ xuất hiện thêm những cái phiên ví dụ như là cầu vào trên 1,5 đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì đấy là tín hiệu kỹ thuật mà PLX sẽ có một cái lực hồi đây. Anh chị có thể canh để gom thêm cổ phiếu PVT. Về mặt tín hiệu kỹ thuật của PVT cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trong tuần thì PVT đã không bị đè thủng cái vùng 16.5, và trong cái phân tích tuần thì có nói rằng là vùng 15 đến vùng 15.5 đây sẽ là cái vùng được xem như là cái vùng hỗ trợ về mặt trung hạn của cổ phiếu PVT đó. Và tạo lập thì đã không 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 đè thủng cái vùng này, và trong tuần vừa qua thì nó đã long lại được ở trên vùng 18. Tuần tới thì chúng ta sẽ có thể có những cái điểm mà PVT sẽ quay trở lại test cung, và những cái điểm test cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 18.5 các anh chị. 18.5, 18.6 chúng ta có thể canh gom thêm, và nhịp này thì chúng ta sẽ hướng cái target đầu tiên là về khoảng quanh vùng 21 của PVT. Cổ phiếu PVD lực đánh của dòng tiền khá là tốt, và ngay trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cũng đã ngày thứ ba thì cũng đã có những cái đánh giá về mặt kỹ thuật của cổ phiếu PVT PVD, mà nó đã long khá là tốt từ vùng 17.5. Thì trong phân tích kỹ thuật ở bản tin tuần chúng ta lấy vùng 17, 18 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật, và trong 2 tuần vừa qua thì PVD đã giữ khá tốt ở quanh vùng 17.5.
Lực long này thì sẽ đưa PVT chạm vùng 21.4 đến khoảng vùng 21.5 và chắc chắn nó sẽ có nhịp chỉnh cung. Tuần tới thì nó sẽ có nhịp chỉnh cung và nó sẽ chỉnh về đâu? Đẹp nhất đó, thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 19.2. 19.2 đây, đó sẽ là những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật khá là đẹp để tích lũy thành công, và sau đó thì lực cầu tiếp tục quay trở lại để công lại vùng break được cái vùng 21.4 và để hướng lên. Nhịp này thì chúng ta sẽ kỳ vọng PVT sẽ hướng lên khoảng quanh vùng 24. PVS ở trong tuần vừa qua cũng đã đánh rất là tốt các anh chị. Thì đối với PVS, chúng ta có nói đến cái vùng 19.5, vùng 20 và biên kỹ thuật của nó ở đây đó là biên 21.5. Tuần vừa qua nó đã long và nhịp long này thì nó cũng đã chạm với vùng kháng cự của nó ở đây các anh chị này. Vùng kháng cự của nó ở đây là các anh chị có hỏi thì cũng có nói là vùng 28.5, 28.5 nó khoảng vùng 29.3. 29.3 chính xác là như vậy. Đây sẽ là cái vùng kháng cự của PVD. Chính vậy nên là nó cũng sẽ cần thời gian, khả năng là nó sẽ có một đến hai cái nhịp lắc khi mà cổ phiếu này chạm về cái vùng hỗ trợ vùng kháng cự đây. Và các nhịp lắc này thì nó lắc về khoảng vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 không thủng, thì đấy là một cái vùng một cái điểm test rất là đẹp để chúng ta có thể hướng về một cái target cao hơn khoảng vùng 32. Cổ phiếu POVK thì nó yếu hơn so với các mã cổ phiếu nhóm P. Thì nó có điểm phục hồi, tuy nhiên điểm phục hồi này thì cũng đánh giá cũng chưa thực sự ở tích cực, bởi vì khi mà nó chạm về vùng 13 ở đây này và vùng 13.5 đó sẽ là những cái vùng kháng cự. Và khi gặp những cái vùng kháng cự như vậy thì khả năng POVK sẽ có những nhịp đạp lại và nó sẽ đạp lại về khoảng quanh vùng 12, 12.5 ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng chịu tải của POVK ở vùng này. BSR cũng đang hút được dòng tiền tương đối tốt các anh chị. Ở trong những phiên giao dịch gần đây thì BSR đã liên tục tiệm cận khoảng vùng 9 đến 10 triệu, 10 triệu, 9, 10 triệu, 8, 9, 10 triệu trong các phiên giao dịch từ ngày thứ ba. Đấy là một cái tín hiệu giao dịch rất là tốt. Vì sao? Bởi vì nó cũng có liên quan đến giá xăng đó các anh chị. BSR là lọc hóa dầu mà. Điểm kỹ thuật mấu chốt vấn đề của BSR trong tuần giao dịch vừa qua và tuần tới đó là nó đã giữ lại được ở vùng 18 cộng và bắt đầu nó xuất hiện những cái lực cầu mà câu lại được ở đây, đó là vùng 19.5, vùng 20. Mấu chốt vấn đề là lấy lại được vùng 19.5 đến vùng 20, đó là mấu chốt. Thì khi nó công lại được cái vùng này, đó là cái vùng điểm tâm lý đấy các anh chị, đó là vùng điểm tâm lý, thì cái việc mà nó đánh lên nó rất là thoát, nó đánh lên rất là thoát. Tuần này thì nó đã chạm vùng 23.5, vùng 24 và khả năng tuần tới thì nó sẽ lắc. Nó sẽ lắc về khoảng quanh vùng 22 đến khoảng vùng 22.5. Vùng này tích lũy ổn định và lực cầu vẫn tiếp tục ổn định ở khoảng quanh 10 đến khoảng tầm 13 triệu cổ phiếu trên một phiên. Thì chúng ta sẽ hướng về target ở đây. Và cái vùng này là vùng kháng cự mạnh này. Vùng 25.7 đến khoảng vùng 26 là vùng kháng cự rất mạnh của BSR. Và rất có thể là cái nhịp này thì BSR sẽ kéo về đây thôi. Và ở chốt, ngon quá rồi. Bắt được vùng 19.5, 20 ở đây mà lên được đến khoảng tầm đó là mình chốt là khá là ok. Em oi cũng đang ổn áp thì phải cũng tạm. Oi ở đây chúng ta có vùng 11.5, vùng 12, vùng này nói rồi và nó cũng đang đánh những cái sóng hình răng cưa. Và chúng ta lưu ý nếu như chúng ta bắt được oi ở vùng 11.5, vùng 12 thì chúng ta lưu ý đến cái vùng răng cưa của nó ở đây, là nó đây các anh chị, răng cưa đây thì nó sẽ chạm lại khoảng quanh vùng 14.4 đến khoảng vùng 14.5. Đấy sẽ là những cái vùng mà chúng ta lưu tâm và chúng ta có thể chốt bớt một phần. Rồi sau đó thì chúng ta lại canh gom lại quanh vùng 13 đến khoảng vùng 3.5. Thì đấy là cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu OI. Nhìn chung thì tuần tới P sẽ có một nhịp lắc nhẹ sau khi mà cổ phiếu P đã tăng tốt ở trong thời gian vừa qua. Chính vậy nên là các anh chị em của chúng ta cũng sẽ lưu ý, có lãi thì chúng ta chốt bớt và sau đó thì chúng ta ke những cái điểm kỹ thuật mình vừa phân tích xong để chúng ta có thể canh để chúng ta gom thêm nha anh chị. Tuần này thì cũng sẽ đi phân tích thêm cho anh chị một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản. Hình như trong cái list này là đang bị thiếu mất nhóm ngành bất động sản đúng không? Họ chúng ta phân tích xi măng P xong thì chúng ta sẽ phân tích bất động sản trước. Thì sẽ phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản, bao gồm mã cổ phiếu DIG. Thì DG trong cái phân tích đây, DG
Ngày 11 tháng 5, ngày 11 tháng 5 thì cũng đã có một cái phân tích về mặt kỹ thuật của cổ phiếu DG, về mặt cơ bản kỹ thuật và về mặt tầm nhìn của DG, khoảng tầm nhìn đến năm 2025. 24 đến khoảng nghìn đó, tầm nhìn khoảng 2025. Thì về mặt tốc độ doanh thu, tăng trưởng về doanh thu, về lợi nhuận và về một số các cái thông tin cơ bản như vậy, thì chúng ta sẽ có một số các cái khuyến nghị về mặt là vùng 47 đến khoảng vùng 50 đó, thì sẽ là những cái vùng mà các anh chị có thể canh gom thêm đó. Rồi, và cùng với thời điểm đó thì chúng ta có phân tích mã cổ phiếu HDC ở một cái kênh hỗ trợ kỹ thuật trung hạn ở vùng 54 đến khoảng vùng 55, thì Tiến Hùng sẽ đi phân tích thêm cái mã cổ phiếu này. Thì ngắn hạn về DG đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây là sau khi mà Him Lam thoái vốn, khả năng là cái nhịp vừa rồi là nó đạp là do Him Lam thoái vốn rất là mạnh mẽ, năm gần nó thoái gần 54-55 triệu cơ mà. Đó, thì nó đã hình thành được một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, đó là quanh khoảng vùng 549, 47, 48, 49, 50, đó là những vùng mình đã có phân tích từ ngày 11 tháng 5. Tuần này thì DG đã giao dịch khá là tốt rồi, và tín hiệu kỹ thuật này thì cũng đang dự báo là khả năng thì DG sẽ đánh lại ở quanh vùng 66 và nó sẽ bắt đầu có một nhịp chỉnh cung ở đây. Còn cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trung hạn ở khoảng vùng 42.5 đến vùng 45, nếu có thì nó sẽ chỉnh về đây, có nghĩa là cái giai đoạn này chúng ta bắt đầu gom cổ phiếu DG với tầm nhìn từ 3 đến 5 năm đó. Cổ phiếu SEO, khi DG mà đánh thì SEO nó cũng sẽ là một trong những cái nhân tố tiếp theo. Thì đối với SEO chúng ta nhìn thấy vùng 30 ở đây nó là vùng hỗ trợ kỹ thuật và nó đã test xong cái mô hình nấm ở trong tuần vừa qua. Nhịp long nháp thứ nhất, SEO đã đánh chạm lên khoảng quanh vùng kháng cự của nó đây là bao nhiêu ta? Kháng cự của nó ở đây là vùng 42 đó, nó chạm vùng 42 thì nó sẽ có những cái nhịp test cung kỹ thuật ngắn hạn đây, và nó trả về khoảng quanh vùng 36 không thủng. Thì chúng ta sẽ hướng tiếp theo, cái nhịp đánh tiếp theo của SEO nó sẽ lên khoảng quanh vùng 50 đó. Rồi, cổ phiếu HDG là một cái mã cơ bản rất là tốt, và sau một cái giai đoạn nó tăng trưởng mạnh thì cũng đã đạt đến được những cái target cao thì cũng đã không có phân tích. Nhưng nhịp này thì HDG đã có một cái trend chỉnh kỹ thuật từ vùng 75 và rơi về vùng 38.5, như vậy là một cái nhịp rơi cũng tương đối sâu. Chính vậy nên là cũng đã có những cái phân tích khuyến nghị đối với HDG và HDC. HDG ngày 17 tháng 5 cũng đã được đề cập. Đây, mã cổ phiếu HDG đó sẽ là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị lưu tâm tại vùng ngày 17 tháng 5, tức là phiên giao dịch của ngày đây 17 tháng 5 đây các anh chị đó. Tại thời điểm đó thì HDG đã bắt đầu đã nhìn nhận ở quanh vùng 38.5, 39 đến khoảng vùng 40, và đến phiên giao dịch của ngày thứ tư thì nó đã bật thoát lên ở một cái biên ở đây, nó biên 41 đến 42, và tiếp tục có những cái khuyến nghị dành cho các anh chị em của chúng ta đối với HDG. Và trong phiên ngày hôm nay thì HDG test mút ở 45 rất đẹp này, đây là một cây nến test rất đẹp này, và với cây nến test này thì chắc chắn rằng là tuần tới cố gắng ở vùng 44 đến khoảng vùng 45. Các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm, chúng ta đã mua thì chúng ta sẽ tiếp tục canh ở những cái điểm này để chúng ta gom. Nhịp này thì cũng đang kỳ vọng ở khoảng quanh target 49, xin lỗi cả nhà, 54 đến khoảng vùng 55, đó là target mà kỳ vọng tiếp theo. HDC cũng là một cái mã cổ phiếu mà nó sẽ song trùng với cổ phiếu HDG. Khi đã phân tích HDC thì sẽ có HDG, và HDC cũng đã có một nhịp rơi từ vùng 110 về đến vùng 50. Như vậy là nó cũng mất khoảng tầm độ hơn 50% về mặt giá trị các anh chị trong nhịp vừa qua. Chính vậy nên đến cái thời điểm này nó đã hội tụ những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật. Chính vậy nên là ngày 11 tháng 5 mình đã có phân tích mã cổ phiếu HDC các anh chị, HDC. Đó. Ngày 11 tháng 5 thì tại thời điểm đó thì cũng đang nhìn thấy ở những cái kênh hỗ trợ kỹ thuật trung hạn của cổ phiếu này vùng 54 đến khoảng vùng 55, và trong tuần thì nó có test sâu xuống ở quanh vùng 50, nhưng sau đó thì tuần này thì như vậy là như thế này, tín hiệu này rất đẹp rồi các anh chị. Vùng 54 đến vùng 55 đây nó thoát nến ở đây, và lực cầu thì nó bắt đầu có cái tín hiệu sau một cái giai đoạn mà nó bị mất cầu thì bắt đầu cái lực cầu nó bắt đầu tốt hơn. Còn đương nhiên đối với cổ phiếu HDC khi nó đánh ấy, thì lực cầu nó cũng không cần quá cao. Khi mà nó tăng thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Tức là về mặt cầu mà nó đạt được khoảng tầm độ triệu một phiên là đã đạt rồi. Một triệu trên một phiên là nó đạt tín hiệu rồi. Đó. Đẹp rồi các anh chị. Ngắn hạn thì sẽ hướng cổ phiếu này lên khoảng vùng 70 đến khoảng vùng 70 mấy đây này. 72.
Đó, tạm tạm như vậy đã, chúng ta ăn một cái nhịp ngắn rồi. Ở khi gặp cái nhịp này thì chúng ta sẽ chốt bớt đi. Đó, chốt bớt đi rồi chúng ta lại tiếp tục để chúng ta ke một cái nhịp thứ hai, cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thứ hai ở đây khoảng quanh vùng 60 và chúng ta sẽ tiếp tục cân nhịp hai. Đó. Cái cách đánh cổ phiếu như vậy, chúng ta cứ từ từ và chúng ta bám những cái tín hiệu. Đó, và HDG khá là ok rồi các anh chị. Tầm này ok rồi. Cổ phiếu C2 cũng đã được phân tích và tầm này thì C2 cũng bắt đầu ngắm được rồi. Đó. Thì có vùng 18 ở đây và nó đã có một cái nhịp test cung lần thứ nhất, nhịp trả lần thứ hai. Và ở đây nó đang hình thành một cái nhịp tăng lần thứ ba. Thì nhịp tăng này thì khả quan bởi vì phiên ngày hôm nay là phiên mà C2 đánh kịch trần. Với lực cầu đã bắt đầu chạm 8 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật mà khá là tốt. Ngắn hạn thì cũng đã kỳ vọng ở khoảng vùng 23.5, vùng 24. CI hồi lên đến đây và nó bắt đầu có một nhịp đạp thứ hai để chúng ta đánh giá cái khả năng chịu tải xây nền ở trên vùng 18 cộng. Đó. NBB phân tích đến C2 thì chúng ta sẽ nói đến NBB. Thì NBB trong cái giai đoạn vừa qua thì Hùng cũng chủ đạo lồng chém ở quanh những cái nhịp rất là ngắn đối với NBB. Đó, Hùng khuyến nghị các anh chị chém những nhịp rất ngắn. Đó là biên 15, 16 thì cố gắng canh mua và cái vùng ở đây đó là vùng 18.3 thì sẽ bán ra. Tạm thời sẽ là như vậy và một phần thì có thể bán lên ở vùng 20. Và phiên ngày hôm nay chính là một cái phiên mà cũng đáng nhớ, đáng ghi nhớ để chúng ta biết được sang thứ hai tuần sau để chúng ta đánh giá thêm có hay không những cái khả năng mà N77 có những cái nhịp đánh về lực cầu, tức là nó duy trì được khoảng tầm từ 2 triệu đến khoảng tầm 2 triệu rưỡi trên một phiên. Đó. Và mấu chốt vấn đề trong thời điểm này là N77 phải đánh vượt thoát được vùng 20. Đó, kháng cự ở đây nó sẽ là vùng 20 ở đây. Và khi bay được vùng 20 rồi thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Đó, anh chị. Và khi thị trường mà xây nền tạo đáy thì cái xác suất của N77 mà nó bay, nó băm vùng 20 này nó cũng dễ lắm. Bởi vì N77 là sàn upcom mà. Sàn upcom nó kéo kính. Đấy. Khi mà nó vào thế mà nó kéo thì nó đây các anh chị, đây cũng là một cái trận kéo của nó này. Rất là ok. Đó. N77 nó kéo rất dốc, nó đã kéo rất nhanh. Đây một trận kéo thứ hai này. Đó, vậy thì đây đang khẩu phiếc đã bắt đầu hình thành ở đây rồi. Và đường mark cũng đang ngon này, đường mark đang thu lên này. Đó, vậy thì ít nhất là chúng ta sẽ có một nhịp hồi T ở đây. Đó. Hồi T đủ T để chúng ta đảo hàng. LDG đến đoạn này cũng chiến được rồi các anh chị. Khả năng là như thế này là cũng tương tương rồi đấy. Nó có hai cái nón úp ở đây và trong 3 tuần hai tuần vừa qua vùng 13 không thủng. Ở ngắn hạn chúng ta có hai vùng kháng cự 13.2 và vùng 15 và nó bung được cái vùng 15 cộng ở đây thì khi đó thì chúng ta sẽ có cái câu chuyện hay này. Đó, mục tiêu ngắn hạn thì sẽ công thủng được hai vùng này đã để chúng ta nói chuyện tiếp. SCR cũng ổn rồi. Đó thì SCR đến thời điểm hiện tại là vùng 11.15. Khả năng thì tuần tới nó sẽ có những cái điểm test tại quanh cung 12 và nó sẽ đánh lên khoảng vùng 14 và sau đó nó sẽ test cái hình răng cưa. Và về bản chất SCR mà muốn đánh được á, thì nó phải cần thêm một cái số các yếu tố kỹ thuật, tức là cổ phiếu này đánh nó phải có vol. Cổ phiếu này thì nó lại có đặc điểm như vậy, tức là nó phải đánh khoảng tầm trên 14 triệu, 10 đến khoảng tầm 14 triệu. Nó đạt được cái level như thế này thì khi đó thì SCR sẽ đánh khá là mạnh. Và nó sẽ đánh SCR sẽ có một cái xác suất đánh mạnh khi mà cổ phiếu này break vùng 15 cộng thì khả năng khi đó thì vol sẽ đạt khoảng tầm trên 10 đến 14 triệu trên một phiên. Đó, nó cái đoạn này nó đang tạo đáy tạo nền các anh chị này nên là cái vol nó sẽ rất là thấp và sau đó nó sẽ đẩy dần lên. Cao trào nó sẽ đẩy dần lên và khi mà nó đánh break những cái vùng cản ấy, đây là vùng 15 sẽ là những vùng cản tâm lý rất là mạnh thì nó sẽ cần cái lượng vol khá là nhiều. FCN ở trong giai đoạn hiện tại cũng bắt đầu hay rồi thì chúng ta sẽ nhìn ở đây này, tức là FCN cũng đã bị rơi và đến thời điểm hiện tại thì cũng có thể gọi là cái vùng 15 năm đến khoảng vùng 16 ở đây nó là cái vùng 15 đến vùng 15 năm ở đây đó các anh chị. Khi mà nó rơi về nó test lại cái đầu đỉnh này thì đây sẽ là những cái vùng được kỳ vọng các anh chị nhé, được kỳ vọng đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trung hạn. Thì trung hạn hay không thì không biết, nhưng ít nhất là nó phải có được những tín hiệu kỹ thuật như thế nào. Đó. Cầu nó phải đánh khoảng 6 đến 7 triệu cổ phiếu trên một phiên thì chúng ta sẽ có một cái lực hồi T. Đó, lực hồi T đủ lớn để chúng ta có thể đảo hàng được thì đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng các anh chị, mà trong cái thời gian vừa qua gần như chúng ta không làm nổi. Đó thì chúng ta phải cần những cái nhịp như này để chúng ta giảm giá vốn này,
rồi chúng ta thu cái giá vốn lại. Ví dụ giá vốn của chúng ta đang giá vốn cùng đang ở khoảng vùng 26 đến vùng 27, thì bây giờ thu về khoảng vùng 20 đến khoảng vùng 21, sau đó chúng ta phải thu về được khoảng vùng 17 đến vùng 18, ví dụ như vậy. Thì khi đó thì chúng ta mới có cái cơ hội để chúng ta cổ phiếu lên đến vùng 20 thì chúng ta mới chốt lãi được chứ, đúng không? Chứ bây giờ nếu mà chúng ta cứ khoanh tay ngồi in, giá vốn của chúng ta ở trên này vùng 26, sau đó cổ phiếu hồi đến vùng 20 xong nó đạp, thế là chúng ta lại gì ạ? Chúng ta lại bờ, tức là bơi có về có lên được bờ đâu, nó về bờ một tí, gần cách bờ 10 hải lý xong nó dạt cho một phát nữa lại cách 20 hải lý. Cái câu chuyện nó là như vậy. Vậy thì sao là luôn hướng anh chị em là chúng ta phải vận hành được cái phương pháp chém cá ở trên thớt. Đấy là một cái vùng, đấy là một cái điều rất là quan trọng trong cái chiến lược đầu tư của chúng ta đó. Rồi, bây giờ thì cũng sẽ phân tích sang một cái nhóm khá là quan trọng, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Nó sẽ đảo nhanh qua nhóm ngành này. Thì thông thường sau một cái nhịp hồi, trong một cái nhịp mà thị trường đảo đáy, thì nhóm banh chứng khoán rồi nhóm P sẽ là những cái nhóm chạy đầu. Sau đó thì nó sẽ đến các cái nhóm trụ, sau đó nó lan sang những cái nhóm ngành khác. Và như vậy thì chúng ta chỉ cần nhìn vào nhóm banh, nhóm chứng khoán, nhóm P mà phục hồi thì khả năng thị trường đáy ở đâu đấy. Ví dụ thế, đấy là cái cách nhìn nó phiến phiến như vậy thôi. Thì đối với Vietcombank Vietcombank ở trong thời điểm hiện tại có vùng 72.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt đây, và vùng 74 trong tuần vừa qua thì gần như nó đi ở trên vùng 74 cộng. Đây là một trong những cái yếu tố kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện cái xu hướng tiếp theo của Vietcombank. Và Vietcombank là một trong những mã cổ phiếu mà mang tính để kéo thị trường. Khi con này mà chạy thì banh nó sẽ chạy. Đây các anh chị này. Đấy, chúng ta cùng nhìn lại đây nhá. Đấy. Thì đây là một cái nhịp mà Vietcombank nó chạy nhá anh chị đó. Đó thì tất cả các banh khác nó chạy theo sau đó hết. Vậy thì đây cũng đang là một cái điểm nhấn kỹ thuật khi Vietcombank rơi về vùng 74. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất mạnh của Vietcombank mà đã có phân tích rồi, thậm chí có thêm vùng 72.5 đó. Và khả năng thì Vietcombank cũng chỉ ngập ngừng ở đây thôi, bởi vì Vietcombank nó nằm hết ở trong tay to rồi, nó không có cái thanh khoản ở bên ngoài đâu đó. Rồi MBB, trong tuần vừa qua thì MBB cũng đã có một cái tín hiệu kỹ thuật khá tốt ở vùng 24.5 và nó đã phục hồi. Nhịp phục hồi này thì đang đưa MBB về lại vùng kháng cự 27.5 và tuần tới khả năng nó sẽ lắc. Những cái điểm lắc kỹ thuật của MBB nó sẽ về quanh vùng 25.5 đến khoảng vùng 26. Đây là vùng mà các anh chị có thể quan sát thêm. Vùng này tích lũy nền ổn định và lực long lại quay trở lại vào thì chúng ta sẽ có thể hướng cái xu hướng của MBB đánh đến khoảng vùng 29. Nhìn chung thì Hùng đang nhìn thấy tích cực, thị trường đang ở tích cực và thị trường đang có dấu hiệu tạo đáy. Đó là cái xu hướng chủ đạo của bản tin tuần video số 127, tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích về xu hướng. Đối với BIDV cũng tích cực rồi, sau khi mà BIDV đánh về vùng 32 và tuần vừa qua nó giữ được vùng 32, 3 cây nến test sau một cây nến của ngày thứ 3. Rất là ổn áp ở vùng 34 cộng. Như vậy thì tuần tới nếu như BIDV có lắc á, thì nó cũng sẽ lắc nhẹ ở quanh vùng 34 hoặc là vùng 33.5 ở đấy thôi. Đây sẽ là những cái vùng mà các anh chị có thể canh gom thêm, và nhịp này sẽ hướng BIDV lên khoảng vùng 37.5. CTG, ok, CTG ở đây mà xem nào. Ở CTG trong tuần vừa qua thì nó cũng có một cái điểm nhấn kỹ thuật, đó là gì? Đó là nó cũng đã giữ lại được ở trên vùng 24 cộng, và cây nến của ngày thứ 3 là một cây nến mà khá là tốt. Sau khi mà nó công lại thì đây này, gặp phải cái vùng này là vùng kháng cự này. Đó, ngày xưa nó là hỗ trợ thì bây giờ nó kháng cự, và kháng cự thì nó đang có những nhịp chỉnh cung, đó là câu chuyện rất bình thường. Và đối với công thương nó chỉnh về lại khoảng quanh vùng 25 đến khoảng vùng 25.5 là hợp lý. Đó, không thủng vùng này là rất là hợp lý để cho tích lũy ổn định ở đây và tiếp tục kéo một cái nhịp hai ở đây. Như vậy là nếu như mà công thương hồi và banh đồng loạt hồi thì thị trường tạo đáy là cái chắc rồi, nó không có cái lý do gì để nó không tạo đáy cả. Cổ phiếu Techcombank, Tech cũng đang ổn rồi. Đó, trong tuần vừa qua thì Tech cũng đã giữ được một cái trạng thái tương đối là tốt các anh chị, tương đối tốt. Dự kiến là test về vùng 31 thôi, nhưng mà nó cũng chỉ về đến khoảng vùng 32 cộng một tí ở đây, và cây nến ngày thứ 3 nó cũng đã lấp lại được cái cây nến giảm của phiên ngày thứ 2. Sau đó có 3 cây nến test này, 3 cây nến test này nó cũng là một cái yếu tố gọi là điểm nhấn kỹ thuật đó các anh chị. Đó, bình thường là nó test thủng xuống thế này luôn, nhưng mà 3 cây nến test này rất ổn định, rất ok. Đó, vậy thì sao? Vậy thì nó sẽ cho chúng ta thấy rằng là một cái sự ổn định của nhóm banh nào đó ở trong những cái tuần giao dịch tiếp theo. Đó là quan điểm kỹ thuật.
Thì tuần tới Tech có thể chỉnh cung về lại quanh khoảng vùng 30 34.5, đó là cái vùng mà các tài khoản mà chúng ta đang cầm Tech chúng ta ở gom thêm. HD Bank, rồi HD Bank trong tuần vừa qua cũng khá là tốt. Đó, sau khi mà HD Bank chạm vùng 22.5 thì nó có tiếp tục ba cây nến test về vùng 22 và sau đó thì nó đều rút chân lại được trên vùng 22.5. Như vậy cái kịch bản mà đạp tiếp nó sẽ không có. Và sau khi mà nó hồi lên được như này á thì nó lại tiếp tục có những cái phiên mà nó đi ngang ở quanh được vùng 24, đóng cửa vùng 24.35. Thì trong ngắn hạn á thì Tech xin lỗi cả nhà, HD Bank sẽ tiệm cận lại, nếu ké tiếp thì HD Bank sẽ tiệm cận lại vùng 25.3, tức là nó sẽ hình thành một cái nhịp nhịp hồi thứ nhất này, nó chạm về đây và sau đó nó sẽ chỉnh cung, và những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật là quanh vùng 24 không thủng. Đó. Lực cầu tiếp tục được phân bổ vào và cả nhóm banh cả thị trường phục hồi thì HD Bank của chúng ta sẽ đánh break đỉnh vùng 25.3. Và khi nó break được đỉnh 25.3 thì chúng ta sẽ hướng cái target kỹ thuật của nó lên đây, tức là đây là vùng hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành những vùng kháng cự, ở đây là vùng 27 đến khoảng vùng 27.5. Đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Tức là để lên được cái vùng 27 27.5 này thì các anh chị lưu ý là nó phải test thành công ở quanh vùng 24, thậm chí là nó có thể cho phép ở khoảng vùng 23.5 đến khoảng vùng 24, tức là nôm na là cái nền test ở đây. Đó, tuần tới nó phải giữ được ở cái vùng này. Đó, và lực cầu tiếp tục được bơm vào, HD Bank mà nó bơm khoảng tầm độ đây này, nó có những cái phiên bơm bất thần như thế này, tức là lực cầu xem nào, nó phải rơi vào khoảng đâu đó khoảng tầm độ trên 6 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đó, thì sẽ rất là ok. Rất là ok về mặt thế trận đúng không anh chị? Chúng ta sẽ thử xem mấy con pen của nhóm banh nào. STB thì STB dự kiến là đạp về vùng 18, trong tuần thì cũng đã có những phiên suýt sát đạp về vùng 18. Nhưng điểm tích cực của nó là nó giữ được vùng 19.5. Có hồi nhưng mà điểm hồi này cũng chưa tích cực đâu. Nói chung là nó vẫn còn phải test lại cung ở quanh vùng 20. 20 20.5 này này, tức là nôm na là nó vẫn tuần tới nó sẽ có một cái nhịp quay trở lại cung ở đây và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái yếu tố kỹ thuật ở quanh vùng 20. Liên Việt Postbank cũng giống như STB, trong tuần vừa qua thì nó giữ được ở vùng 13. Tức là nó không có cây nến đè thủng vùng 13 và về cơ bản là nến tuần thì nó đang giữ được ở trên vùng 13 cộng. Nó có lực hồi và lực hồi này thì lại đi về vùng 15 15.4 ở đây là vùng kháng cự thì nó lại phải gì ạ? Nó phải nghỉ ngơi. Nó phải test cung. Đó, nó phải nghỉ ngơi, nó phải test cung và khả năng thì nó sẽ test lại quanh vùng 13.8 đến vùng 14. Đó, trước khi mà nó hình thành được tiếp một cái xu hướng ở đây thì nó sẽ phải đi cái hình răng cưa. Đó, nó đi cái hình răng cưa và sau một cái hình răng cưa ở đây này thì nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ như nó thủng đáy trên, ví dụ như vậy. Đó, nó break được cái vùng này thì như vậy là xu hướng sẽ tăng giá, hoặc ngược lại sau một cái nhịp đi hình răng cưa như vậy mà nó có một cái nến đỏ đặc ở đây thì như vậy là hỏng rồi. Thì hỏng rồi thì phải hành động, một là bán đi, hai là cầm lại, thì phải xác định là về 10 quanh 10.2 10.5 ví dụ như thế. Đó, cách chúng ta vận hành để chúng ta chủ động các anh chị. Chúng ta không bị động, thủng vùng trên thì như thế nào, thủng vùng dưới thì như thế nào. Đó. Ý Hùng là như vậy. Cổ phiếu BBB nhìn chung thì trong tuần vừa qua cũng đã có hồi từ 12 lên 14, hồi được 2.000 trên cổ phiếu. Và sau cái lực hồi này thì khả năng là BBB sẽ quay trở lại một nhịp test, test khỏe thì ở quanh vùng 14, còn nếu không thì nó sẽ đi lại vùng 13. 13 đến khoảng vùng 13.3, đó là cái vùng test cung kỹ thuật mà chúng ta cũng đáng lưu tâm. Và sau khi mà test cung kỹ thuật xong ở vùng này, nói chung BBB cái lực cầu nó phải tầm độ trên 3 triệu 7 cổ phiếu trên một phiên thì khi đó chúng ta mới kỳ vọng một cái lực đi nó tối ưu hơn, chứ còn ngắn hạn thì nó cũng đang gọi là những cái lực phục hồi T thôi. Mà chúng ta tranh thủ để chúng ta đảo hàng. Đó. Nhóm ngành chứng khoán hiện tại thì nhóm ngành chứng khoán cũng đang hút được dòng tiền tốt và nhóm ngành chứng khoán thì cũng đã có những cái đánh giá khá là chi tiết ở trên nhóm từ ngày 17 tháng 5. Đó, ngày 17 tháng 5 tức là phiên ngày thứ ba. Đó là một cái phiên mà tại thời điểm đó thì cũng nhận diện thấy là thị trường của chúng ta đang có những cái tín hiệu tương đối là tốt và nhóm ngành chứng khoán, nhóm dầu khí, rồi than cảng biển như vậy, hoặc là một số các cái mã ngành khác thì đã nhìn thấy được những cái dòng tiền như vậy và chúng ta sẽ bắt đầu với những cái mã cổ phiếu đầu ngành. VCI cũng đã có một cái lực cầu khá là tốt và lực cầu liên tục đánh vượt trung bình 21 phiên thì đây là chứng tỏ rằng là cái dòng tiền bắt đáy của cổ phiếu VCI đang 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 bắt đầu mãnh liệt hơn. Và một cái điều nữa là chúng ta nhìn thấy đây,
Đường MACD nó cũng đã bắt đầu có những cái dấu hiệu khởi sắc, nó bật tăng trở lại. Đấy thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta có thể nhận diện rằng là cổ phiếu đang tốt lên, thị trường đang tốt lên. Thì đối với VCI trong tuần vừa qua thì VCI cũng đã có một cái lực phục hồi rất là mạnh, và tuần tới thì khả năng VCI sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật quanh vùng 35, hoặc là nó sẽ mở để nó lấp lại gap ở đây này, gap 34 hay ba mấy đây này. Gap 34 khoảng 34 35 đó, nó sẽ lấp lại gap này, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị có thể canh gom thêm cổ phiếu VCI. Cổ phiếu SHS hiện tại cũng đã có một cái lực cầu cực kỳ tốt, và với xu hướng đánh của SHS như này thì không có lý do gì để SHS không lên cả, và SHS sẽ là một cái tâm điểm của nhóm ngành chứng khoán, chắc chắn là như vậy. Trong tuần vừa qua thì nó cũng đã rơi về vùng 14, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh của cổ phiếu SHS ở đây. Và sau đó thì nó break lên, và sau điểm break đó thì nó đánh lên được vùng 16 cộng, và 3 phiên nó test ở trên vùng 16 cộng cái này là cực kỳ đẹp, và lực cầu liên tục đạt được khoảng tầm trung bình như vậy, đang bắt đầu đẩy lên khoảng tầm 9 triệu 6 trên một phiên rồi, như vậy là khá là ổn rồi. Thì tuần tới sẽ kỳ vọng là SHS sẽ đẩy lên được khoảng trên vùng vùng 20, và sau đó thì khả năng sẽ có một cái nhịp lắc nháp ở đây, rồi sau đó nó sẽ kéo tiếp. SHS mà kéo như này thì ít nhất là nhịp này nó cũng phải lên được tầm 24 đến khoảng vùng 25, đấy là target tối thiểu của SHS ở nhịp này. SSI cũng khá là ổn rồi. Khi lực cầu cũng trong cái giai đoạn vừa qua thì lực cầu cũng liên tục đạt được khoảng tầm 18 triệu do nước ngoài thoái. Các anh chị có thể nhìn trên bảng điện thấy rằng là nước ngoài bán rất là nhiều và bán dòng SSI. Chính vậy nên là mới có một cái khối lượng giao dịch nó lớn như này, và hình như là cầu Việt, các tay to Việt là bắt đầu bắt vào. Khi nước ngoài bán ra thì tay to Việt bắt đầu bắt vào. Đối với SSI tuần tới ở vùng 27.5, các anh chị có thể quan tâm thêm cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này, khả năng nó sẽ test về quanh đây. Cổ phiếu HCM cũng như vậy, trong tuần vừa qua thì HCM cũng đã giữ lại được ở trên vùng 20 cộng khá là tốt, và nó break lại vùng 22. Nó cũng đã có 3 cây nến test ở trên vùng 22 cộng khá là đẹp, nhưng mà khả năng tuần tới thì nó vẫn còn có quanh khả năng vùng 22 đến vùng 22.5. Đây là vùng test kỹ thuật của cổ phiếu SSI, cổ phiếu HCM. Ở nhịp này thì chúng ta sẽ hướng HCM lên khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26, nhưng khả quan là vùng 26 cộng sẽ đạt được. Còn đương nhiên khi mà cổ phiếu SSI HCM mà chạm về cái vùng 26 này, sau đó thì đến vùng 27, 28, ở đây sẽ là những cái vùng kháng cự rất là mạnh chờ đón cổ phiếu ở đây, thì đến cái tầm đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm trên cái cơ sở là quan sát thêm những cái dữ liệu kỹ thuật của cổ phiếu HCM. MBS cũng tốt rồi. MBS thì trong tuần đã dự báo cái khả năng về khoảng quanh vùng 7.5 và nó test về quanh 17, và lực cầu kéo lên khá là đẹp. Trong ngắn hạn thì nó có kháng cự như vậy, đây bây giờ sẽ trở thành kháng cự 25 này. Các cái điểm test kỹ thuật của em này khoảng quanh 21.5 vùng 22. Còn nếu mà test mà sâu hơn, tức là nó sẽ trả lại cái 1/2 gap tăng này ở khoảng quanh vùng 20. Thì đấy là hai cái vùng dự test của cổ phiếu MBS trước khi mà nó sẽ xuất hiện cái lực cầu tiếp theo để kéo. Break vùng 25 thì chúng ta sẽ, khi đó chúng ta sẽ nâng target lên khoảng vùng 29 đến khoảng vùng 30. Và nhịp này thì chứng khoán sẽ là lập công đầu. Theo quan điểm của như vậy, chứng khoán banh rồi P sẽ là những cái thành phần mà sẽ đi trước. Sau đó thì đến bất động sản. Đó, bất động sản xong thì đến có thể những cái nhóm ngành này chỉnh thì trụ sẽ vào. Trụ chỉnh xong thì tất cả các nhóm ngành này đồng loạt kéo nhịp 2. Như vậy đấy là một cái cách phối hợp khá là nhịp nhàng, và kỳ vọng rằng là những cái tư duy của chúng ta như vậy nó sẽ đúng khi mà thị trường sẽ bước vào cái tuần giao dịch ở cuối cùng của tháng 5 và bước sang tháng 6. Đó, thì cũng đang kỳ vọng là hai cái thời gian cuối cùng của tháng 5 thì thị trường sẽ tích lũy tạo đáy, và sang tháng 6 thì thị trường của chúng ta sẽ có cái sự bùng nổ nhất định nào đó. Đấy là kỳ vọng. Kỳ vọng sớm thì chúng ta sẽ phân tích thêm. MCTS ở tuần này cũng đã có một cái lực phục hồi khá là tốt khi mà nó đã giữ được ở trên vùng 18 cộng. Break lên được vùng 20 và nó cũng đã có 3 cái test ở vùng 19.5 vùng 20. Tuần tới thì khả năng là nó sẽ có thêm những cái điểm test cung lại kỹ thuật ở vùng 19.5 vùng 20. Và từ đây thì
cổ phiếu tiếp tục tích lũy để có thể công lên cái vùng kháng cự tiếp theo, đó là ở quanh vùng 24.5 đến khoảng vùng 25. MBVS cũng khá là đẹp rồi. MBVS đã chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật 16.2 long bật, và sau cái điểm long bật đó thì nó đã xây được vùng 19.5 đến vùng 20.3. Tuần tới có thể có những cái điểm test cung lại ở quanh vùng này và nó sẽ hướng lên cái target ở khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 27.5. AGR cũng hiện tại thì cái lực cầu nó chưa thực sự khỏe, nhưng chúng ta cũng có thể gom dần ấy, gom vị thế thêm ở quanh vùng ở nó đây là 11.5 đến khoảng vùng 12. Và chúng ta chờ khi mà lực cầu nó đánh khoảng tầm, em này nó phải đánh khoảng tầm vượt thoát khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ canh gom mạnh mẽ hơn. Và tín hiệu đường MACD thì hiện tại đang khá là ok rồi này, nó cũng đang có những cái tín hiệu khởi sắc. Nhìn chung nhóm ngành chứng khoán đang rất là tốt, và các anh chị có thể hướng dòng tiền của mình nhóm ngành chứng khoán trên cơ sở chúng ta xem những cái điểm test kỹ thuật để chúng ta canh, chúng ta gom vào các anh chị. Sẽ phân tích thêm cho các anh chị nhóm ngành cảng biển nữa. GMD thì nhìn chung là chúng ta có đánh giá vùng kháng cự 58 này tương đối là mạnh. Trong tuần thì chủ yếu là nó chỉnh cung, và về mặt kỹ thuật thì nó cũng đã có chỉnh cung về vùng 46.5, sau đó nó long lên, nhịp long này thì nó lại trả lại cung. Tuần tới thì sẽ quan sát thêm ở vùng 49 đến vùng 50, nhưng khả năng là vùng này nó lại khó giữ và nó lại quay lại, nó test lại vùng 46.5 thêm một lần nữa. Rồi có bật T thì sẽ tính toán ở đây. VNA thì nhìn chung trong tuần vừa qua nó chủ đạo đang đi ngang, và một cái điểm tích cực nó là nó cũng chưa có một cái cây nến đỏ đặc để đè thủng vùng 38.5, chính vậy nên là xu hướng nó tích lũy đi ngang này. Tuy nhiên với một cái lực cầu nó cũng đang khá là thấp và đường MACD đang khá là yếu, nên khả năng thì cái vùng hồi tụ kỹ thuật mà trong tuần trước chúng ta có nói là khả năng nó sẽ chỉnh về quanh vùng 29.5 đến khoảng vùng 30, về đến vùng này thì tích lũy thêm thì nó sẽ hợp lý hơn về mặt kỹ thuật. Đó. MVOS nhìn chung trong tuần thì nó cũng chủ đạo đi ngang, và chúng ta còn nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 12 đến khoảng vùng 12.5 đây. Trong tuần thì nó có một cái điểm chạm đến vùng 12.5 và sau đó long lên. Điểm long này thì nó ở vùng 13.5 đến vùng 14. Đây cũng là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, nhưng mà theo quan điểm thì nhìn về mặt xu hướng, về mặt thế trận thì nó chưa bật được. Nó chưa bật được thì nó có hai cách, một là nó đi ngang ở cái biên mà chúng ta nói đây, hai là nó sẽ quay trở lại, nó test cung lại vùng 12-12.5 thêm một lần nữa. VSC trong tuần vừa qua thì VSC cũng đã có những cái điểm test cung kỹ thuật ở đây, chúng ta có nói đến đó là vùng 40.5 đến khoảng vùng 41 ở đây đó. Sau điểm test cung kỹ thuật này thì nó có lực hồi. Nói chung VSC thì cái đặc điểm của nó, chúng ta không nên đua xanh thì chúng ta sẽ bị lỗ, nhưng mà chúng ta sẽ canh ở những cái điểm hỗ trợ. Ví dụ như các anh chị mà xem bản tin phân tích tuần của Hùng thì chúng ta có thể mua ở vùng 40-40.5, đúng không ạ? Thì ít nhất là bây giờ đóng cửa ở vùng 44 thì nó không bị lỗ cái đã đấy. Nhưng mà ông nào mà đua ở vùng 46 này thì đóng cửa 44 như vậy đang bị lỗ 2.000 cổ phiếu, đơn giản thì có như vậy thôi. Thì con này nó đánh khó chịu lắm. Nói chung là nó đánh khó chịu, nên là cứ bình tĩnh thôi. Tất nhiên là khả năng thì với một cái cách mà đưa đẩy như thế này thì khả năng tuần tới nó sẽ có thể có đạt được lên khoảng vùng 48, và lên vùng này thì có hàng chốt đánh ngắn T cộng. Nhóm ngành than chúng ta có mã cổ phiếu TVD. Hiện tại thì than đang tốt, tức là giá than nó đang lên ngất ngưởng, nếu mà tiền nó chưa chịu đánh thế bực. Vùng 16, 17 này, ông đánh bật được cái vùng 17 cộng này thì ngon này. Đó, khi nào mà nó có một cây nến hò rô kéo pháo mà nó bun được vùng 17 cộng thì đó mới tính tiền. Còn đoạn này thì đang chủ đạo tích lũy thôi. Thì nó có những vùng tích lũy cũng đẹp. Nói chung là vùng 12 này, vùng 13 này, rồi đây là mấy đây ta? Vùng 14. Đấy, những cái vùng này thì canh mua. CST tích lũy cũng đẹp như thế này mà không bật nổi. Bật nổi các anh chị. Tuần vừa qua thì nó cũng giữ được tốt đấy, vùng 16.7 giữ khá là tốt. Và cái nhiệm vụ đầu tiên mà em này cần phải làm đó là công được nó phải thoát được cái vùng 17 đây này, rồi sau đó thì sẽ hướng đến target vùng 20, mà lên được vùng 20 là chốt chốt là cũng ấm rồi.
chờ mãi chưa lên được vùng 20. Thế nên ở trong giai đoạn vừa qua nó cũng tích lũy khá là tốt ở vùng đây là vùng 12, 12, 7 này, sau đó thì lên vùng 13, 6. Ngắn hạn thì nó đang gặp cái kháng cự đây. Kháng cự vùng 16 khoảng vùng 17. Đó, vùng 16, 17 và khi nào mà nó hò dô ta mà nó break được cái vùng 17 cộng này, khi đó thì mới có tiền, khi đó thì ăn tiền đấy. Còn hiện tại thì chưa đánh được, chưa đánh break lên được bởi vì dòng tiền nó đang mất hút như này, heo hút như này nó khó lắm. Đó, ít nhất là nó phải có những cái phiên nó đánh khoảng tầm 600 đến 700 nghìn cổ phiếu trên phiên, tức là xác nhận cái dòng tiền lớn nó vào thì cái đó nó mới đánh được. Còn hiện tại thì cũng đang gom gom vậy thôi. Nhóm ngành phân đạm và hóa chất cũng sẽ là một cái tâm điểm của thị trường trong tuần giao dịch mới, gồm có cổ phiếu BFC. BFC bắt được rồi. Khá hay rồi. Rồi BFC đây các anh chị này, thì chúng ta có nói đến đúng không ạ? Vùng 24 đến vùng 25 tốt rồi. Trong tuần vừa qua thì BFC đã có những cái điểm lon qua lon lại đây, và cái điều gọi là cái mẫu chốt, then chốt vấn đề đó là nó break được vùng 25 cộng. Đang có lực cầu đang dồn khá là tốt. Với xu hướng hiện tại thì chúng ta sẽ hướng target của BFC lên khoảng quanh vùng 32. Đạm Cà Mau cũng đang rất là ok. Đạm Cà Mau thì nó đánh nhanh quá, đánh hơi sốc luôn. Đó là chạm vùng 25 rồi nó vào vèo 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 đánh lên luôn. Và với lực đánh sốc như này thì tuần tới chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng ở có nó sẽ có lại được cái target ở đây khoảng vùng 35.536 đến khoảng vùng 36.5. Đó, khoảng vùng 36.537. Đây, đây sẽ là cái vùng kháng cự và nếu như các anh chị mà cầm thì đây sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ canh chốt nhịp 1. Đạm Phú Mỹ cũng hồi khá là nhanh. Đó, chạm vùng ở đây là bao nhiêu đây ta? Hỗ trợ kỹ thuật 4849. Ba cây bắt hồi liên tục luôn. Và hồi liên tục như này thì nó sẽ sọc lại rất nhanh. Các anh chị lưu ý là như vậy, chúng ta mà ham vui mà cứ đua xanh phát đây này. Đã nhìn thấy đây là nó sọc, nó mà khi mà nó sọc nhanh lắm. Nó sọc mình không có trở kịp tay đâu, đây nó sọc này, đây nó sọc này, ba cây này 1 2 3 hồi rất nhanh, xong đấy nó sọc luôn. Thì đây cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi, Đạp Phú Mỹ nó đánh phú hoàng lắm đó, nên là nó sẽ lên được đâu đó khoảng vùng 59 đến vùng 60, nó sẽ đạp sọt quay trở lại. Cổ phiếu lát ở đây thì cũng chạm về vùng 1.5, nó đang hồi lên và nó đã giữ lại được ở trên 13 cộng ở đây, đó là cũng là một cái mấu chốt vấn đề của cổ phiếu lát. Nhìn về mặt ý đồ thì tuần tới nó sẽ test ở vùng 3.5, vùng 14 và em này nó cần phải có thêm một cái yếu tố kỹ thuật nữa, đó là lực cầu. Thì lực cầu nó phải đạt khoảng tầm 1.6 triệu đến khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu trên một phiên, còn nó đánh khoảng tầm độ 2-3 phiên như vậy thì khi đó thì cái dòng tiền đánh nó sẽ rất chắc và lúc đó thì cái khả năng hồi phục của cổ phiếu nó sẽ rõ nét hơn. Còn hiện tại thì lực cầu nó đang hơi thấp. Thì nó sẽ mang một cái tính chất nó là tăng nhẹ hoặc là nó giữ được đà ở trên vùng 3.5 cộng. CSV khá là đẹp, đánh khá là sốc. Thì đối với CSV là một mã cổ phiếu mình thường xuyên quan tâm đến nó, rất là hay. Và trong cái nhịp mà đánh lên ở bên này thì cũng đã có phân tích được lên được đâu đó target vùng 65. Đó, được 65 thì chúng ta bắt đầu dừng phân tích cổ phiếu CSV. Và thời điểm đó thì khuyến nghị để anh em chốt lời. Đến tầm này thì CSV cũng đang có những cái sóng hồi. Các anh chị, sóng hồi. Thì cái sóng hồi này nó rất là nhanh. Đây các anh chị, đây là một sóng hồi và đây là một sóng hồi thứ hai. Thì sóng hồi này nó sẽ chạm lại vùng 45 đến khoảng vùng 46.5 đây tuần tới. Và khả năng là nó sẽ bắt đầu nó lắc. Xong cái nhịp lắc này mà khỏe mà đẹp á, thì nó sẽ đậu lại trên vùng 40 cộng. Thì cực kỳ đẹp để chúng ta có thể bắt đầu đánh một cái nhịp sóng hồi thứ hai. Đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm sau khi mà em này công kháng cự ở đây. Đấy, chúng ta sẽ phân tích tiếp. Ok anh chị, tất cả các mã cổ phiếu cơ bản tạm ổn thì cũng đã có phân tích rồi. Còn những cái mã cổ phiếu nào chưa được phân tích thì các anh chị có thể vui lòng comment ở bên dưới. Dòng thời gian của bản tin tuần thì cũng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi thắc mắc của anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần view lại kịch bản tuần. Thì trong bản tin tuần video số 126 thì Hùng Lê đã có nhắc đến các anh chị, chúng ta có phân tích đến hai cái yếu tố kỹ thuật rất là cơ bản quan trọng, đó là chúng ta nhìn về mặt quá khứ của thị trường, về mặt quá khứ thị trường đó là nhịp 13 tháng 4 2018 và nhịp ngày 8 tháng 1 2019 cũng đã có phân tích khá là kỹ rồi.
Và trên cái chart M5 thì cũng có phân tích tuần, đó là gì? Đó là thị trường sẽ dự kiến kiểm tra lại ở các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Trong đó VN30 và phái sinh thì chúng ta đánh giá ở vùng 1.200 điểm. Và sâu hơn thì sẽ là biên 1180 đến 1190. Rồi khả năng sẽ đánh giá bật long ở cái vùng này. Còn đối với chỉ số index thì chúng sẽ đánh giá ở vùng 1165 đến khoảng vùng 1170. Và trong trường hợp mà nếu như mà không giữ được cái vùng 1165 thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái kịch bản về vùng 1140 đến 1145 để kiểm tra cái mốc hỗ trợ kỹ thuật ở mốc này. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, ở trên chart M5 thì thường sử dụng để chúng ta phân tích phái sinh và phân tích VN30. Thì đây chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu ra bản tin video tuần, video số 126. Thì đối với VN30 và phái sinh thì cũng có dự báo về một cái khả năng, đó là gì ạ? Đó là nó sẽ quay lại test ở vùng 1.200 điểm đây. Đó, ở khoảng vùng 1.200 điểm đó, thì chúng ta sẽ chờ đánh giá. Trong trường hợp mà vùng 1.200 điểm thủng thì nó sẽ, chúng ta cần phải đánh giá ở đâu? Đó là vùng 1180 đến vùng 1190. Thì các anh chị thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày 17 ở đây thì VN30 đã có thời điểm sâu nhất chạm ở đây là vùng 1203 điểm, tức là suy sát vùng 1200 điểm ở đây các anh chị. Như vậy là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta dự báo thì nó khá là sát. Còn đối với chỉ số phái sinh thì cái điểm thấp nhất của phái sinh ở đây đó là vùng 1000, nói chung nó cũng sát sát thôi, để xem lại. 1205 điểm trên vùng 1200 điểm. Như vậy là cái điểm sâu nhất của VN30 và phái sinh ở đâu đó quanh vùng 1205 điểm thì bắt đầu thị trường có tín hiệu bật long. Ok. Còn đối với chỉ số index thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, trong phiên nó cũng song trùng kỹ thuật ở trong phiên ngày 17, tức là cũng có đánh giá cái khả năng ở vùng 1165 điểm. Tức là chúng ta sẽ tính toán ở vùng 1165 đến 1170. Đây sẽ là cái vùng kỹ thuật mà rất là quan trọng để chúng ta có thêm những cái đánh giá về cái khả năng bật long của thị trường. Thì anh chị nhìn thấy đây, trong phiên giao dịch của ngày 17 đúng không, thì index của chúng ta đã chạm vùng, có lúc là chạm vùng 1160, nhưng mà sau đó thì nó sẽ ngay lập tức là nó long lại lên cái vùng 1165 cộng, và sau đó thì lên luôn ở cái vùng 1170. Tức là gì? Tức là cái biên kỹ thuật mình có dự báo về cái khả năng mà thị trường nó sẽ test lại đây, đó là vùng 1165 đến 1170. Đó sẽ là cái mốc test đầu tiên. Còn cái câu chuyện là test về đâu, test nữa như thế nào thì khi đó thì cũng sẽ cần thêm thời gian để cũng đánh giá. Đó. Vậy thì như vậy là các cái dự báo về mặt kỹ thuật tuần là khá là sát. Còn đối với kháng cự tuần thì các anh chị cũng biết rằng trong tuần vừa qua thì cũng đã có phân tích khá là kỹ về cái vùng kháng cự của thị trường, đó là chỉ số VN30 và phái sinh ở vùng 1290 đến vùng 1300 điểm, và chúng ta có thể search cái từ khóa 1300 điểm ở đây. Thì chúng ta cũng thấy rằng là đó, thì các cái phiên giao dịch ví dụ như ngày 18 tháng 5. Đó, thì cũng có đánh giá này, đó, chạm kháng cự ở đây thì khi mà chạm kháng cự này thì nó sẽ có những cái nhịp test, ví dụ như index chạm vùng kháng cự 1250 điểm ở đây thì trong tuần là cái mật độ mà để xuất hiện cái vùng 1300 điểm là rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng là đây chỉ số VN30 các anh chị này, đó, gặp cái vùng 1290 đến vùng 1300 điểm, đó là cái vùng kháng cự rất là mạnh. Đối với phái sinh cũng như vậy các anh chị, đây vùng 1290 này, và đây là vùng 1300 điểm. Và hiện tại thì trong tuần thì cái vùng kháng cự mạnh của thị trường cũng đánh giá vùng 1290 đến 1300 của chỉ số VN30 và phái sinh. Còn đối với chỉ số VN Index thì chúng ta có cái vùng kháng cự mạnh, đó là vùng 1250 điểm các anh chị, 1240 và 1250 ở đây. Đó là những cái điểm mốc kỹ thuật mùng đã có đánh giá rất là sâu ở trong cái tuần giao dịch vừa qua. Thế còn bước vào cái tuần giao dịch, có thể xem là tuần giao dịch cuối cùng của tháng 5 đi, cộng với 3 phiên nữa, chúng ta có thêm 3 phiên của cái tuần sau đó nữa. Thì chúng ta kỳ vọng cái điều gì ở thị trường? Cái kỳ vọng thứ nhất là kỳ vọng là đừng có bắt bớ nữa. Đấy là thực tế, đấy là cầu mong ấy. Cầu mong là các bác ở cái giai đoạn này thị trường nó mong manh lắm, nó khó lắm, nên là các bác đừng có bắt nữa. Bắt thì chờ cái dịp khác, bởi vì là để mà thị trường oằn mình tạo được đáy đến thời điểm này nó đã cực kỳ khó khăn rồi. Và đến thời điểm hiện tại thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng đã bốc hơi những cái phiên mà bốc hơi 250.000 tỷ trên một phiên, nó đau lắm các anh chị. Không biết là về mặt vĩ mô các bác làm lãnh đạo các bác có thấy đau không,
Nhưng mà nó về 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 mặt anh em như Hùng Lê ấy, là Hùng thấy đau cho nhà đầu tư lắm. Bởi vì tiền đấy là tiền của nhà đầu tư mà, thị trường bốc ra khỏi thị trường thì đấy là tiền của nhà đầu tư, nó đau, nó chua xót lắm các anh chị. Ở nên là thứ nhất là cầu mong các bác đừng có bắt nữa. Bắt thì bắt cái dịp khác, cái dịp này để cho thị trường nó ngóc đầu lên cái đã. Đó, ít nhất là ví dụ như là cũng cho nó tăng được khoảng 2 tuần rồi các bác bắt. Ví dụ như vậy. Đó, ví dụ như là index nó tăng từ vùng 1160 thì ít nhất là các bác cũng phải để nào xem nào. Đó, ví dụ như đến cái tầm này này. Đó, nó lên được đến cái tầm là 1340 đến khoảng vùng 1360 điểm đây thì các bác bắt tóm phát. Đó, thì thị trường nó đạp thì khi đó là anh em chúng tôi là có cái phản xạ các anh chị. Đó, bởi vì khi mà thị trường long được đến như này á là cổ phiếu của chúng ta sẽ tăng và chúng ta hoàn toàn có thể mua được những cái cổ phiếu ở giá thấp và lên đến cái tầm này chúng ta bán ngon lành luôn. Đó, ví dụ như thế thì khi đến lên cái tầm này chúng ta bán được và các bác bắt là khi đấy là ổn. Đó, bởi vì khi đó là anh em là có vị thế hết rồi và đang có những cái vị thế thấp để chúng ta ấy chúng ta bắt. Còn trong cái thời gian vừa qua gần như chúng ta thấy rằng là không thể ngóc đầu lên được, anh chị đánh đúng được T1 T0 ấy, không phải T1 đâu, T0, tức là Hùng Lê liên tục phải xử lý cổ phiếu trong T0 luôn, tức là mua giá thấp xong đấy là cuối phiên mà nó hồi lên đấy là bán luôn, lãi được 3-4%, 2%, 5% trong phiên là phải đảo luôn. Đó, bởi vì nó khó khăn đến mức như vậy. Vậy thì là thứ nhất là cầu mong các bác đừng có bắt nữa. Cái thứ hai nữa là gì? Cầu mong cái gì? Cầu mong là thị trường của chúng ta sẽ đón nhận thêm những cái thông tin nó tích cực hơn. Ví dụ như là chúng ta có những cái chính sách về vĩ mô, ví dụ chính phủ giải ngân đầu tư công hoặc là chính phủ giải quyết những cái vấn đề về chậm tiến độ hay vân 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 vân. Đó, gọi là như vậy, và nó có thêm những cái thông tin tích cực hơn từ thị trường để làm gì? Để chúng ta vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Và nhìn về lòng của thị trường thì cũng thấy rằng là thị trường của chúng ta đang rất tốt. Đang rất tốt anh chị. Mặc dù thanh khoản nó chưa có, mặc dù nó đang ngáo ngơ, mặc dù nó đang ẩm ương, nhưng nó đã một số các cái nhóm ngành nó đã mở ra những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta có kỳ vọng và kỳ vọng có cơ sở để chúng ta có một cái tư duy là thị trường có khả năng sẽ có những cái điểm tạo đáy tại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Thế thì đấy là những cái cầu mong. Thế còn cái thực tế thì nó sẽ đến trong ấy là không ai có biết được. Đó, các bác không thích, các bác thứ hai tuần tới, thứ ba tuần tới các bác pòm phát, thế là thôi lại thị trường lại xong, bao nhiêu công sức nắm nót là hỏng hết. Đấy là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ không tính toán được vào cái phân tích kỹ thuật của thị trường. Còn nếu như thị trường của chúng ta vẫn cứ vận hành bình thường như này, bình đẳng như này, không có những cái tác động quá sốc thì đang khá là ok. Trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới các anh chị sẽ chú ý cho Hùng những cái điểm nhấn kỹ thuật khá là ok như sau. Thứ nhất đó là vùng kháng cự thì chúng ta vẫn lấy vùng 1250 đến khoảng vùng 1270, đó là những cái vùng kháng cự ngắn hạn của thị trường. Trên cơ sở thị trường sẽ quay trở lại kiểm tra cung cầu, index ở khoảng quanh vùng 1215 đến khoảng 1220, đây chính là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng. Còn điểm sâu hơn có thể cho phép đó là ở quanh vùng 1190. Thì khi mà index của chúng ta giữ được ở trên vùng 1190 cộng á, thì nó sẽ có những cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đó, tí nữa chúng ta sẽ Hùng sẽ soi ở trên chart ngày một tí. Ở đây, ok, chúng ta soi trên chart ngày một tí để chúng ta nhìn. Đó, thì đây anh chị, khi mà index của chúng ta giữ lại được đó trên 1212 đây. 1190 đó. Thì khi thị trường mà chúng ta index của chúng ta mà giữ lại được ở trên vùng 1190 cộng thì nó sẽ có những ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là nó có thể tính toán được là cái mô hình test nấm, tức là thị trường nó sẽ hình thành cái mô hình V kép ở đây. Đó. Ok, đó, ví dụ vậy thì nó trả cung test nền và nó giữ lại được ở trên vùng 1190 cộng thì đấy là một cái yếu tố kỹ thuật rất quan trọng và then chốt của thị trường ở thời điểm hiện tại. Còn trong trường hợp nó mất 1190 thì nó hỏng, tức là nó hỏng ý đồ của mình. Đó. Còn đối với vùng kháng cự thì cũng nói rồi, hỗ trợ cũng nói rồi. Đó. 1190 các anh chị nhé, 1190 nó rất là quan trọng. Còn đối với chỉ số VN30 thì chúng ta tiếp tục nói đến một cái vùng kháng cự ở đây trong tuần tới mà thị trường cần phải vượt qua, đó là vùng 1300 điểm và xa hơn đó là vùng 1320. Thì tạm thời trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì cũng sẽ hướng như vậy thôi. Còn trong thực tế khi mà các cái tuần trong tuần giao dịch á, thì phải căn cứ các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể có thêm cái đánh giá. Còn điểm hỗ trợ kỹ thuật của VN30 sẽ là vùng 1260 và sâu hơn sẽ là 1235 đến 1240.
Thì chúng ta sẽ soi ở trên chart ngày thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng những cái yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng và then chốt của thị trường trong cái tuần giao dịch mới đó là gì? Đó là cái vùng 1250, 1260 ở đây nó sẽ đóng những cái vai trò cực kỳ then chốt, cực kỳ quan trọng của thị trường. Đó, và cái điểm sâu hơn đó là 1235, 1240. Thì đối với chỉ số phái sinh nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy các anh chị nhé. Đối với phái sinh thì nó hoàn toàn tương tự. Nhịp này thì nó cũng đang khá là đồng pha cùng với chỉ số VN30. Đó là gì? Đó là cái vùng kháng cự ngắn sẽ ở vùng 1300, và cái vùng này là thị trường cần vượt qua, và sau đó nó sẽ hướng lên vùng 1320. Còn các cái điểm hỗ trợ test kỹ thuật và trong tuần thì cũng đã có phân tích khá là kỹ ở vùng 1260 ở đây các anh chị, đối với chỉ số phái sinh. Đó, thì phái sinh đã có hai lần test, hai lần test về 1260, và hiện tại thì cái mốc 1260 này nó vẫn đang đứng vững ở phiên kết tuần. Và điểm sâu xa hơn thì chúng ta có thể tính toán đó là ở vùng 1235 đến 1240 của phái sinh, và chỉ số phái sinh cần phải giữ được ở trên cái mốc này thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật tuyệt vời của thị trường. Kết hợp thêm những cái yếu tố khác, ví dụ như cái xu hướng của nhóm P, rồi xu hướng của nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành bất động sản sẽ là hạ tầng, đó là những cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta sẽ tổng hợp và chúng ta sẽ phân tích khá là chi tiết ở trên nhóm không chat NO02. Ok, bản tin tuần này đến đây là hết, và với một cái tâm thế vị thế như hiện tại thì ông Lê cũng gửi đi một cái thông tin về một cái khả năng thị trường nó sẽ tốt hơn, tối ưu hơn ở trong những cái tuần giao dịch sắp tới. Khi mà thị trường test cung, test đáy, và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng chịu tải của thị trường. Và nhân tiện đây thì ông Lê cũng mời tất cả anh chị em, cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta đang giao dịch ở trên các cái công ty chứng khoán khác hoặc là trên mọi miền Tổ quốc, mà chúng ta có những cái gọi là góc nhìn, có những cái cách nhìn đồng với Hùng Lê, và có những cách nhìn thị trường, cách tư duy về cổ phiếu, về thị trường như vậy, thì cũng mời các anh chị về với team Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta có thêm những cái trao đổi nó cụ thể hơn về mặt thị trường, và trong những cái phiên giao dịch trực tuyến thì chúng ta sẽ nhận thêm các cái phân tích về VN30, về phái sinh và về index, và thậm chí là về các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.